Hello mấy chị nha. Rồi ai đây xem like chấm like lên giùm em nha. Chia sẻ like lên nha mấy chị đẹp. Rồi chia sẻ like lên nha mấy chị ơi, hai lần lên trang cá nhân và ba lần vào hội nhóm chợ giùm em là được tặng một phiếu bốc thăm nha, bốc thăm tặng áo và ba nha mấy chị. Em chào chị nhân viên. Chị nào mình chia sẻ like cho em rồi thì chấm like lên nha, hiện chữ người chia sẻ là em ghi phiếu nha mấy chị đẹp. Hello chị Linh Võ. Dạ chưa chị ơi, 4D chưa có về. Mẫu đợt này em có về quần ống nhỏ cho mấy chị luôn á, áo lẻ bình thường hình như là trước giờ em bán là em bán ống rộng thôi, bữa giờ mấy chị hỏi ống nhỏ nữa em có về ống nhỏ cho mấy chị đẹp của mình luôn nha. Rồi chị nào mà thích ống nhỏ thì lấy ống nhỏ, thích ống rộng lấy ống rộng nha mấy chị. Quần đen chưa chị Linh Võ ơi, áo bốn d chưa về chị, chưa chưa may xong. Rồi chấm like lên, chị nào chia sẻ like rồi chấm lên giùm em để em tặng quà nha mấy chị ơi, tặng phiếu bốc thăm tặng vừa tặng một áo bà ba nha mấy chị đẹp. Lên giùm em mấy chị. Rồi mẫu em đang lên là mẫu mới ha, 80 ngàn một áo. Bình thường là bán giá 85 đó, hôm nay bán đồng giá cho mấy chị 80 ngàn một áo nha, ba áo hoặc hai bộ là miễn phí ship, chia sẻ like lên giùm em. Chị nào mình chia sẻ like rồi chấm like lên nha, chấm like lên để em ghi phiếu tặng quà nha. Chia sẻ cho em hai lần lên trang cá nhân và ba lần vào hội nhóm thôi là mình được ghi phiếu cho chị. Ô chị nhân viên nhận hàng chưa chị đẹp ơi, chị nhân viên đó là nhận hàng chưa? Rồi chị nào chia sẻ like rồi chấm lên cho em nha. Em chào chị Diệu Hiền Nguyễn. Dạ, em chào chị Thanh Ruby nha. Đúng rồi chị, mẫu mới nè chị, em đang lên mẫu mới nè. Đồng giá 80 ngàn một áo ha, ba áo hai bộ là miễn ship, chia sẻ like lên giúp em. Rồi chị nào mình chia sẻ like rồi chấm like lên, hiện chữ người chia sẻ là em ghi phiếu bốc thăm tặng một áo và ba tùy chọn nha mấy chị. Mẫu mới nè chị. Mẫu em đang lên mẫu mới có màu vàng luôn nè. Rồi em ghi chị nhân viên một phiếu ha, chia sẻ like chấm bài lên giùm em nha, hiện chữ người chia sẻ là em ghi phiếu. Rồi em bốc, chút nữa em bốc thăm, bốc trúng tên chị nào thì chị đó được tặng một áo nha mấy chị. Tùy mình chọn. Rồi chị nhân viên em ghi phiếu rồi nha, chị nào mình chưa có phiếu mình chia sẻ like chấm like lên giùm em để em ghi phiếu. Rồi em lên bảng hài cho mấy chị nè. Màu em mặc là chốt giùm em là cam. Cam kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên mã cam. Mấy chị chia sẻ like cứ chấm like lên ha. Em chấm like lên em thấy tên là em ghi phiếu. Màu vàng nè chị.
Rồi đây vàng ha. Thích màu nào chốt màu đó giùm em, đẹp chưa? Mẫu này là mẫu lên nhánh hoa mai với lại cái lồng đèn như thế này nè, mặt Tết mấy chị. Đẹp quá đẹp luôn. Rồi chị nào thích màu này lên giùm em, vàng ha. Vàng đây nè chị, màu trắng mẫu này không có màu trắng rồi chị đẹp ơi. Màu trắng là mẫu khác. Rồi vàng cho em nè, em lên hết bảng màu cho mấy chị xong rồi em sẽ mặc từng cái cho mấy chị xem nha. Hello chị Minh Minh, em chào chị Dung Nguyễn. Dạ không có đồ trẻ con chị ơi, đồ người lớn không hà. Rồi màu tím cà. Chị nào thích màu, trời ơi đẹp chưa mấy chị? Tím cà. Tím cà ha. Rồi chị nào thích màu nào chốt màu đó, một xíu em sẽ mặc từng cái lên. Cái em đang mặc là màu cam mấy chị đẹp. Màu cam. À, không phải bị bạc đâu chị, cái đó là cái vết của mà không phải bị bạc đâu, cái vết của là máy ép đá vô nó dán giấy vô, nó dán cái giấy nhựa với gì giấy dẻo vô xong rồi người ta ép máy lên thì nó có những cái nó bị bạc bạc như vậy, là mình giặt vài nước là nó hết à chị nhân viên, chứ không phải nó bị bạc đâu, cái đó là cái keo á chị, cái keo người ta ủi đá lên á. Rồi màu này là màu gì, màu xanh rêu. Đẹp chưa? Màu xanh rêu mấy chị ha. Có size từ 1 tới 5, 45kg tới 70kg. Màu vàng, rồi chị Diễu Huyền mình lấy màu vàng, mình lấy size mấy chị comment size lên cho em luôn rồi em lấy nha. Rồi tím Huế là mấy chị đẹp. Tím Huế. Chia sẻ like lên giùm em nha, chia sẻ like là em ghi phiếu tặng áo nha mấy chị ơi. Tặng một áo nè, bốc thăm chúng thị nào chị đó được tặng nha. Hello chị Thúy Diễm. Hello chị. Rồi màu tím Huế nè, có chín màu nha mấy chị đẹp, màu tím Huế. Chị nào mình chia sẻ like rồi chấm like lên giùm em nha. Màu này là màu tím nho. Màu tím nho hay là màu tím than gì cũng được mấy chị. Đây. Đó. Tay có đính đá luôn ha. Đây như em mặc nè. Cái màu cam này cái đá ít nhìn thấy hơn bằng những cái màu mà tối tối. Rồi lên giùm em màu tím cẩm cái gì? Tím than. Chị Diệu Hiền ơi, chị lấy vàng size mấy? Size 2 hả? Rồi màu hồng nè, đẹp chưa? Chị nào thích màu hồng? Chị nào thích màu hồng chốt màu hồng nha. Rồi màu đỏ tươi. Màu đỏ. Đây. Màu đỏ. Trời ơi đẹp mấy chị. Xuất sắc cái mẫu này luôn á. Rồi chị nào thích màu nào chốt màu đó giùm em nha. Xíu nữa em mặc lại từng cái cho. Hello Hương. Rồi vàng size 2, vàng size 2 em chốt cho chị Diệu Hiền Nguyễn. Và size 2 em chốt chị Diệu. Mấy chị cứ chia sẻ like rồi chấm bài lên giùm em nha. Còn cái màu xanh lá nè chị, cái màu xanh lá là cái này size số 1, chị lấy cái này size số 1 đúng không? Chị Diệu Hiền Nguyễn lấy cái này em bỏ ra cho chị luôn nha. Rồi xanh lá số 1 là cái này, mẫu này. Đó, mẫu hình con công chị chọn là cái này nha, xanh lá size số 1. Rồi em bỏ cái này cho chị nha, xanh lá số 1 luôn ha. Ok, chị Thanh Ruby, rồi là dì Lương Thị Hương có một phiếu nha, em ghi phiếu nha. Chị nào chia sẻ like rồi, cứ chấm like lên giùm em là em ghi phiếu. Chị Thanh Ruby, chia sẻ ở chế độ công khai giùm em nha mấy chị đẹp ơi, lấy tương tác giùm em với. Trời, Facebook của em bữa giờ nó ế quá đi mấy chị. Rồi Hương thì Hương có một phiếu nha. Chia sẻ like lên chân nhỏ đông 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 khách cho mừng mừng cái coi mấy chị ơi. Ế quá à. Áo đẹp quá đúng rồi em. Rồi nha mấy chị ơi, màu cam, màu em mặc là màu cam nè. Chị nào thích màu này lên giùm em là hồng nha. Em xíu nữa em sẽ mặc từng cái mấy chị xem nha. Màu hồng em lên bảng màu trước. Ủa nãy giờ em lên có cái màu đen chưa ta? Bị thiếu cái màu đen à. Ồ, thích màu đen nữa nè.
80 ngàn một áo, mấy chị chia sẻ like lên cho em 3 áo hoặc 2 bộ là mình được miễn phí ship luôn nha. Ủa? Màu này lên cho em màu đỏ. Áo đẹp quá, cảm ơn Hương nha. Rồi cái mẫu này là lên nhánh hoa mai nè mấy chị, với lại cái lồng đèn, hay cái hình cái lồng đèn để mặt tết. Rồi màu đỏ nè, rồi màu đen đây mấy chị. Chị Mùi Mùi, áo màu tím size số 2, có tím Huế và tím cà. Chị lấy tím nào chị comment rõ giùm em nha, tím nào kèm số thoại lên giúp em. Rồi màu đen nè, đây cái này các chị nhìn thấy là rõ nhánh hoa mai nhất nè. Đó, đẹp lắm luôn, màu đen. Chế nào chia sẻ like rồi chấm lên em ghi phiếu nha. Màu hồng, màu tím nho, màu tím nho ha, màu này là màu tím nho nè đó. Rồi tím Huế, chị Mùi Mùi lấy tím nào chị comment tím lên giùm em nha, comment lên giùm em tím Huế nè, tím nho, tím Huế. Màu tím nho nó gần như là màu tím than á. Hello chị Vi Nguyễn, rồi chị Vi Nguyễn được ghi một phiếu nha. Màu tím Huế, màu xanh rêu, màu xanh rêu nè, đẹp quá trời đẹp luôn. Màu xanh rêu, rồi màu tím cà đó. Chị Vi, chị Mùi Mùi, mình lấy cái màu nào tím nào thì comment lên giùm em, chứ không biết chốt cái tím nào cho chị hết. Rồi màu vàng đây ha, đẹp quá. Rồi em ghi chị Vi Nguyễn một phiếu nha. Chị Vi Nguyễn có chốt thêm mẫu này về mặt tết nè chị. Rồi em gửi hàng luôn cho. Lấy hồng size 2, ok chị Thí Diễm nha. Rồi ghi cho chị Thí Diễm một phiếu luôn ha. Rồi Nguyễn Thí Diễm. Chị Mùi Mùi ơi, lấy cái màu nào comment lên giùm em với. Rồi màu em mặc là màu cam. Chị nào thích cam chốt cam giùm em. Đợi em một xíu mấy chị em phát thêm máy nữa nha. Màu cam cà rốt nè, đẹp lắm. Vậy cái này bị gì vậy? Hello chị Phi, hello chị Phi. Hello chị Phi nha. Đúng rồi chị, mẫu mới đẹp lắm. Rồi chị nào thích màu cam lên giùm em cam. Cam kèm size từ 1 cho tới 5, 45 kg tới 70 kg mấy chị. Chất là co giãn nha. Sao phát được vậy trời. Rồi màu cam giùm em. Mẫu lấy cái mẫu này đi chị Phi ơi, về mặt tết nè chị. Cam kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên giùm em mã cam. Rồi màu này lên giùm em là màu vàng. Chị Mùi Mùi áo xanh rêu số 2. Chị Mùi Mùi chốt đơn lên số điện thoại giùm em. Chị đẹp ơi lên số điện thoại đi rồi em chốt nha. Rồi màu vàng đẹp chưa. Màu vàng, cái nào thích vàng chốt cho em vàng. Kèm size vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên giùm em mã vàng. Màu vàng đó chị. Đó. Rồi chứ là thích vàng chốt về giùm em 80 ngàn một áo ha. 3 áo hoặc 2 bộ là em miễn ship. Đợt này có quần ống nhỏ luôn nha. Chị nào thích lấy quần ống nào thì lấy nha mấy chị. Xin riêu số 2. Rồi chị Mùi Mùi lên số điện thoại đi. Chị đẹp chốt đâu lên số điện thoại giùm em. Không có số điện thoại là không chốt. Em không chốt được nha. Em chào chị Nguyễn Trinh, một màu cam số 2. Ok chị. Chị Diệu Hiền Nguyễn.
Chị Mùi Mùi ơi, cái tím hồi nãy đó chị lấy tím gì? Còn không thì em mặc lên rồi chị chốt lại nha. Rồi lên màu vàng giùm em, vàng kèm size. Mấy chị chia sẻ like cho em hết luôn chị Dương nha. Chia sẻ like hai lần lên trang cá nhân và ba lần vào hội nhóm chợ giùm em ở chế độ công khai nha. Mình chấm like lên hiện chữ người chia sẻ là em sẽ ghi phiếu tặng quà cho mấy chị nha. Em bốc thăm trúng tên chị nào thì chị đó được tặng một áo và ba nha mấy chị, tùy chọn ha. Được chọn màu, chọn size luôn. Rồi chị nào thích vàng chốt cho em vàng. Hello chị Mỹ Hằng à, chị Dương nghe mẫu áo bông hả chị? Áo bông một xíu nữa em lên mẫu bông mới về luôn, đẹp lắm. Còn cái này là mẫu áo màu, nó chỉ khác màu thôi, còn đá thì kiểu giống nhau, chỉ khác màu thôi. Cái này là áo màu, bộ màu có luôn chị Mỹ Hằng. Em chào chị Phi Phạm nha. Bà ba nguyên bộ màu có luôn chị. Rồi màu tím cà nè, đẹp chưa? Đó chị nào bữa giờ hỏi em tím cà hết nè, hôm nay có tím cà luôn. Tím cà kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em. Quần ống nhỏ, quần ống rộng gì có hết nha mấy chị. Mà em về thêm quần ống nhỏ nữa. Rồi lên giùm em màu tím cà. Bộ ống rộng màu có chị, đây đâu rồi. Có mẫu này nè, một xíu để em lên. Chia sẻ like lên giùm em đi bà con ơi. Đây nè chị, bộ một màu mẫu chúc mừng năm mới mặc Tết luôn. Có cái chữ chúc mừng năm mới trên áo rất là đẹp luôn. Bên đây là nhánh hoa, nhánh cũng nhánh hoa mai hoa đào gì với lại hai con chim rất là đẹp. Đó, bộ một màu ha, là áo với quần cùng màu đây nha, chứ đẹp ơi. Đó, chị nào thích bộ một màu xíu nữa em lên. Đó, bộ một màu cũng 140 một bộ ha, hai bộ là em miễn ship. Lộn xộn mẫu. Đó, mẫu này ha chị, có nhiều màu, có 10 màu nha. Màu ống nhỏ, bộ màu ống nhỏ em chỉ còn size 5 hả chị? Màu ống nhỏ em chỉ còn size 5. Rồi tím cà giùm em. Chị Diệu Hiền Nguyễn vàng, rồi màu vàng em chốt chị Diệu Hiền Nguyễn rồi đó. Rồi em lên màu này là màu xanh rêu, đẹp chưa mấy chị? Màu xanh rêu nha, màu xanh rêu sang lắm. Màu em đang lên là tím cà. Bộ màu cũng 140 luôn chị Mỹ Hằng. Còn áo màu quần đen cũng 140 luôn. Nay bán đồng giá hết cho mấy chị, cứ hai bộ hoặc ba áo là em miễn ship nha. Rồi màu tím cà giùm em. Em lên màu xanh rêu. Hello chị Ngọc Hương. Ở dưới góc trái màn hình của mình nó có cái chữ chia sẻ đó. Chị nhấn vô chữ chia sẻ đó và chị chọn vô cái chữ viết bài, xong rồi chị bấm đăng lên là nó sẽ đăng lên nè. Trời ơi màu xanh rêu này mấy chị, đẹp chưa? Màu xanh rêu đấy ha, trời ơi đẹp quá mấy chị đẹp. Chị nào thích màu xanh rêu chốt xanh rêu giùm em. Rồi lên cho em mã xanh rêu. Màu vàng số 2, màu cam số 2 em chốt cho chị rồi nha chị Diệu Hiền Nguyễn ơi. Rồi màu xanh rêu giùm em. Xanh rêu cho em nha. Ở bên góc trái màn hình có cái nút chia sẻ đó chị Ngọc Hương. Chị bấm vô đó là chia sẻ được à. Rồi xanh rêu đẹp quá, chị nào thích màu xanh rêu chốt xanh rêu giùm em với mấy chị. Mua để Tết, để dành Tết mặc mấy chị ơi, đi lễ chùa mặc mấy cái mẫu này nữa, vừa đẹp vừa sang cực kỳ luôn mà lịch sự nữa. Chia sẻ like cho em hai lần lên trang cá nhân, ba lần vào hội nhóm thôi ha. Rồi comment đã chia sẻ hoặc chấm like lên có hiện chữ người chia sẻ trên cái tên của mình đó là sẽ em sẽ ghi phiếu bốc thăm nha. Bốc trúng tên chị nào thì chị đó được tặng một áo và ba nha mấy chị. Rồi em thấy chị Nguyễn Trinh chia sẻ like rồi nè. Em ghi cho chị Nguyễn Trinh một phiếu ha. Đó, chỉ cần chia sẻ like lên cho em là có phiếu thôi.
Rồi màu em mặc lên giùm em là xanh rêu. Xanh rêu mấy chị ơi, xanh rêu nha. Xanh rêu kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Chốt cho em mã xanh rêu. Chia sẻ like lên chị Dương Nga. Hello chị Minh Minh. Mọi người ơi, chia sẻ like lên có cơ hội được tặng một áo quá là vui luôn mấy chị. Mà không chia sẻ like là không được tặng. Rồi màu tím Huế giùm em nè. Màu tím Huế. Đẹp chưa? Tím Huế mấy chị. Nhớ chọn ở chế độ công khai giùm em nha mấy chị đẹp ơi. Chế độ bạn bè là ít người thấy lắm. Trời ơi, tím Huế nè. Chị nào thích màu tím Huế chốt tím Huế giùm em nha. Rồi em chào chị Thanh Thúy Ngô. Rồi em ghi cho chị Thanh Thúy Ngô một phiếu nha. Dạ 80 ngàn một áo. 140 ngàn một bộ. Có quần đen hoặc là quần trắng. Ống nhỏ hoặc ống rộng tìm mình nha. Rồi em ghi cho chị Thanh Thúy Ngô một phiếu nè. Mẫu này mấy chị mặc Tết là hơi bị đẹp luôn. Mẫu bộ một màu, chờ em một xíu nha chị Phi Phạm ơi. Em lên hết cái mẫu màu này rồi em mới qua mẫu bộ nha. Rồi màu tím Huế giúp em mấy chị, tím Huế kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Tím Huế, rồi em lên màu đen. Chị chia sẻ 3 lần rồi nhưng mà chị chọn ở chế độ công khai á. Chị chọn ở chế độ công khai giùm em chị Minh Minh. Mình không chọn chế độ công khai là nó sẽ không có hiện chữ người chia sẻ đâu. Rồi em qua màu đen nha, tím Huế. Màu em mặc tím Huế, giá 80 ngàn một áo chị. Để em quay cái máy cho mọi người. 80 ngàn một áo, 140 ngàn một bộ như em đang mặc nha. 3 áo hoặc 2 bộ là miễn ship, chất co giãn ha mấy chị ơi, đẹp lắm. Chị Nguyễn Trinh chốt tím Huế. Rồi chị Nguyễn Trinh chốt tím Huế mà chị lên size giùm em hoặc là lên cho em chiều cao cân nặng nha. Để em chốt size nào cho mình đó. Em coi mình mặc vừa size nào em mới chốt cho chị được. Rồi màu đen. Chị nào thích đen lấy áo đen với quần đen rồi thành nguyên một bộ nha. Trời ơi mẫu đen nè. Chị nào thích đen chốt cho em đen. Đen size 1, 2, 3, 4, 5. Dạ mẫu như em mặc là chất co giãn đó chị. 80 ngàn một áo ha. Rồi lên giùm em đen mấy chị đẹp. Mấy chị có chia sẻ like không? Không yêu đông đông giùm em một xíu là em bốc thăm cho chị. Rồi màu đen chị nào thích đen nè. Lên đen giùm em. Đẹp quá. Em là 45kg 1m55. Em đang mặc là size số 1 ha. Số 1 là 45 đến 50 kg nha. Số 1 là 45 đến 50 kg. 50 kg mặc size số 1 cho em chị Thúy Ngô. Chị Nguyễn Trinh chốt tím Huế, chị lên size giùm em hoặc lên số ký cho em để em chốt nha chị đẹp. Xanh rêu chị Ngọc Hương ơi, màu xanh rêu đẹp lắm. Màu xanh rêu đâu rồi ta? Đây màu này là màu xanh rêu. Sang cực kỳ cái màu này luôn. Xanh rêu, còn cái em đang mặc là màu đen. Màu em đang mặc là màu đen ha. Ồ đẹp quá mấy chị. Rồi màu này là màu xanh rêu. Xanh rêu chị Ngọc Hương. Chốt mấy chị. Rồi xanh rêu nha. Màu em mặc là màu đen. Và em lên cái màu tím nho cho mình nè. 50kg mặc size số 1 chị đẹp ơi. Có size từ 45kg cho tới 70kg lận mình ha. Mình chốt là thoải mái luôn. Chứ không phải như đầm, nhiều khi mấy chị mua những cái mẫu mà resize á là nó giới hạn trong vòng có chừng 10 đến 15 kg trở lại thôi. Còn cái này nó có mẫu từ size 1, từ size số 1 tới size số 5 lận, mình dễ mặc lắm. Mình dễ mặc lắm ha. Rồi màu này lên giùm em là màu tím nho. Mét 55 62 kg, mặc size số 4 cho em đó chị Phi Phà. Mặc size số 4, rồi màu tím nho hay là màu tím than gì là nó. Rồi lên giùm em màu tím than. Tím than kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Lên mã tím than giúp em.
Em 45 kg à, em ốm. Size số 2, rồi em chốt chị cái Tiến Huế size số 2 ha. Tiến Huế 2 em chốt chị Nguyễn Trinh. Chia sẻ like lên giùm em mấy chị đẹp ơi. Chia sẻ like lên em ghi phiếu nha. 9 giờ em bốc thăm cho mấy chị ha, mấy chị chia sẻ like lên giùm em. Xanh riêu 60 kg 1m55. Rồi chị Hương Nguyễn Thu. Em chốt chị size số 3 nha chị đẹp. 60 kg 1m55 mặc size số 3 cho em nha. Ba áo hoặc hai bộ là miễn ship mấy chị ơi. Rồi em chốt chị Hương Nguyễn Thu lên số điện thoại giùm em nha. Chị Hương Nguyễn Thu chốt đơn lên số điện thoại giùm em. Em chào chị Nguyễn Liên. Dạ 80.000 một áo, mẫu này có bán áo lẻ luôn chị. 80.000 một áo, 140.000 một bộ nha. Bộ là nó có quần đen hoặc là quần trắng như em đang mặc nè. Quần đen hoặc quần trắng. Trời ơi cái áo màu này mà lên quần trắng đẹp lắm mấy chị. Thử. Cái áo màu em đang mặc mà lên quần trắng rất là đẹp luôn. Xanh riêu số 2 rồi, xanh riêu số 2 em chốt chị Nguyễn Thí Diễm nha. À, cái gì? Chị Nguyễn Trinh rồi, em cảm ơn chị Nguyễn Trinh. Cảm ơn chị Nguyễn Trinh nhiều nha. Màu em lên like chị có chưa hình? À, màu em lên like đầu tiên hả là màu cam chị. Ủa màu cam hồi nãy em mặc đầu tiên nè. Màu cam em mặc đầu tiên màu cam. Màu em đang mặc là màu tím nho. Màu tím nho mới chuyển phải màu đen đâu, màu đen đây chị. Màu đen đây. Đẹp lắm. Ở màu đen đây ha. Màu nào cũng đẹp hết mấy chị ơi. 10 màu là đẹp hết 10 luôn. Chị Thanh Trương. Em chào chị Nguyễn My. 80.000 một áo chị, 140.000 một bộ. Hơi bị đẹp luôn. Hôm nay em bán giá này là giá sàn cho mấy chị luôn rồi đó. Màu này hả? Phải không chị Ngọc Hương ơi? Cái màu em mặc đầu tiên là màu cam. Còn cái màu mà hồi nãy em chốt cho chị kia là màu xanh lá là màu này. Mẫu khác chị. Màu xanh lá mẫu khác. Cái mẫu hình con cong á, màu xanh lá hả? Chị hỏi em màu này hả? Xanh lá. Xanh lá này là em còn size 1 và size 5. Size 1, size 2, size 5. Chị Vi Nguyễn. Hello chị Vi Nguyễn. Rồi em lên màu tiếp nha. Còn màu gì rồi? Màu đỏ nè. Nãy giờ em chưa lên màu đỏ nè. Màu đỏ, màu em mặc là màu tím nho mấy chị ơi, tím nho. Áo đen số 2 cho chị Bích Thủy, ok chị. Chị Hương Nguyễn Thu lên cho em số điện thoại chị đẹp ơi. Rồi đen 2 em chốt chị Bích Thủy. Chị Bích Thủy lên cho em số điện thoại với chị đẹp nha. Chị Bích Thủy lên giùm em số điện thoại luôn. Rồi em lên màu đỏ nè. Chị lấy sỉ chị inbox qua cho em nha. Rồi màu đỏ, trời ơi đỏ tươi rói luôn. Mọi người nên có một cái chiếc màu đỏ đi mấy chị để Tết mặc. Rồi lên đỏ giùm em. Đỏ kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Chị nào chốt đơn thì lên số điện thoại giúp em. Khách cũ, khách mới gì cũng lên số điện thoại lại giùm em lần đi mấy chị để nó khỏi nhầm. Tại vì nhiều tên nó trùng nhau là em sợ em gửi nhầm. Thử nguyên bộ, chị chờ em một xíu còn màu nữa em mặc thử nguyên bộ cho chị xem nha. Rồi lên giùm em màu đỏ đẹp quá. À, quay bên này mới đúng chứ. Quay bên này mới thấy gì được nhánh hoa chứ. Rồi đỏ nè, chứ là thích đỏ lên đỏ cho em mấy chị.
đỏ rồi em lên màu nữa nha, là em qua mẫu màu đỏ này mấy chị đẹp ơi. Sỉ chị inbox qua giùm em nha. Rồi em lên màu hồng. Màu hồng tươi rói luôn. Màu hồng mấy chị, quá là đẹp. Mẫu em đang lên có 9 màu chị ơi, 9 màu. Màu đỏ đẹp quá nè mấy chị. Rồi màu đỏ, chị nào thích đỏ chốt đỏ đi mấy chị ơi, đỏ đẹp lắm. Chị Bích Thủy ơi, lên số điện thoại giùm em nha. Chị Hương Nguyễn gì đó, chị Hương Nguyễn Thu nè, chốt đơn lên số điện thoại giùm em mấy chị đẹp gái. Không có số điện thoại em đâu biết đường nào mà liên hệ với mấy chị đâu. Rồi màu hồng. Rồi đỏ hai em chốt chị Diệu Hiền. Đỏ một em chốt chị Minh Minh. Mình màu em mặc màu hồng. Chị mới lấy em 3 bộ em nhớ rồi, nhưng mà lên số điện thoại giùm em, tại vì em sợ nhầm, tại vì có nhiều tên nó trùng nhau á chị. Chị Hương ơi, chị hỏi xanh hồi chiều mặc 2 ngày rồi là hỏi không biết cái xanh nào luôn chị đẹp. Không biết cái xanh nào luôn á. Cái nào ta? Xanh hồi chiều là em không biết cái xanh nào. Rồi màu hồng. Chị nào thích hồng chốt hồng giùm em. Chị Minh Minh rồi em ghi chị Minh Minh 1 phiếu nha. Chị nào có chia sẻ like hiện chữ rồi chia sẻ là em ghi phiếu. Chút nữa em bấm thăm cho mấy chị nha. 65 kg 1m6 mặc size số 4 nha chị Ngọc Hương. Mặc size số 4. À, tùy tùy con viết đi nha. Rồi em dơ lại màu cho mấy chị xem, chị nào vô sao xem nè. Màu em mặc lên giùm em là màu hồng. Màu này lên giùm em là màu đen ha. Hello chị Huệ. Màu đỏ. Màu đỏ không có nguyên bộ chị Minh Minh ơi, cái này áo lẻ chị chỉ có quần đen hoặc là quần trắng thôi. Màu đỏ. Màu tím nho. Chị Huệ ơi, mẫu mới chị Huệ ơi. Mẫu hoa mai đón Tết nè, bữa nào chị hỏi em, chị nào hỏi em hoa mai. Rồi màu tím nho giùm em nha. Tím nho. Màu cam. Màu cam ha, có 9 màu. Rồi, màu tím cà. Màu tím cà, mẫu như em mặc tím cà. Rồi tím Huế. Tím Huế, chia sẻ like lên ok, em ghi cho chị Huệ Huệ 1 phiếu nha. Rồi tím Huế. Rồi màu xanh rêu, rồi em qua mẫu bộ nè, bộ một màu. Màu xanh rêu đây mấy chị ha. Màu xanh rêu đẹp quá trời luôn. Màu em mặc là màu hồng. Màu em mặc là màu hồng nha. Đó, 9 màu. Rồi em ghi cho chị Huệ Huệ 1 phiếu nè. Rồi em mặc thử mẫu bộ cho mình xem nha chị Phi Phạm. Chị nào xem mẫu bộ chấm like lên giùm em. Đẹp quá. Chị nào xem mẫu bộ chấm like lên giùm em nha. Hello em Kim Tuyền. Rồi em mặc thử mẫu bộ. Chị Minh Minh ơi, mẫu bộ chị lấy bộ màu đỏ nè chị đẹp, màu đỏ đỏ. Đỏ đô nè. Để em coi cái màu đỏ đô em mặc. Rồi mẫu bộ một màu ha, chơi màu đen đi cho nó nổi. Màu đen cho cái chữ mấy chị nhìn thấy cho nó rõ, rất là đẹp. Bộ một màu. Chờ em một xíu thay cái bộ một màu lên cho mấy chị nha.
Rồi bộ một màu mẫu Tết nè mấy chị, mẫu chúc mừng năm mới đón Tết nè, đẹp quá. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Đây ha chị gì đó, chị Vi Phạm. Màu em đang lên là bộ màu đen. Hello, chị Được Lê. Rồi hồng, để coi, kim tuyền. Đen 2, ok kim tuyền nha. Đen 2. Rồi đen 2. Tím cà 24. Tím Huế 45. Tím Huế 45. Màu cam cây 1 cây 2. Rồi màu cam size 1, size 2. Xanh rêu size 2, size 5. Xanh rêu size 2, size 5. Hồng 24. Màu hồng size 2, size 4. Mẫu đính đá con Phụng size số mấy chị Ngọc Hương, em lên cho mẫu đính đá con Phụng size số mấy nha. Chị nhận hàng rồi, đẹp lắm rồi, em cảm ơn chị Huệ. Em chào chị Nguyễn Tuyết. Em chào chị Nguyễn Ngọc Ánh nha, hôm rồi chị mua đẹp quá em ơi, cảm ơn chị Ngọc Ánh. Dạ không có xanh coban mà cái này nó có xanh rêu á chị Huệ ơi, cái này nó có xanh rêu. Con Phụng, chị Ngọc Hương, mẫu đá con Phụng gì lên size giùm em. Lên size giùm em nha, rồi cái này của kim tiền. Để khoan, chị kiếm cái bịch chị bỏ vô luôn. Rồi cái này của kim tiền nha. Năm mươi sáu ký 1m59 hả chị? Size số 3 cho em nha. Năm mươi sáu ký 1m59 là mặt số 2 thôi. Số 2 em hết màu cam rồi chị ơi. Kim tiền ơi, có màu vàng nữa nè em. Màu vàng. Màu vàng ha. Em có lấy màu vàng không? Chị Minh Trọng ơi, 56kg 1m59 mà dáng gọn không chị? Dáng gọn thì mặc size số 2 thôi, còn mà nếu mà có bụng thì mặc size số 3 nha. Màu vàng nè, nè em là hết rồi đó. Em chọn là ủa, cái màu tím nho này em có lấy không? Màu tím nho với lại màu đỏ. Màu tím nho. Chị Bích Thủy ơi, màu này nè chị, em dơ màu nãy giờ đây là em đang lên đó. Màu tím nho, màu đỏ, màu vàng. Mẫu em đang mặc là nguyên bộ mấy chị, nguyên bộ cũng 140 luôn. Chị Nguyễn Tiếp ơi, em gọi cho chị hai lần, một lần thì kêu không phải đâu, một lần thì kêu cái gì sùm gì đó, xong rồi kêu lỗ số rồi. Không biết là chị có cho sai số không, chị cho lại số giùm em có gọi chị hai lần. Màu vàng size 2, size 5. Màu vàng, mẫu này hết số 5 rồi kim tiền ơi, chị lấy em cái vàng số 2 nha. Màu đỏ số 2 em chốt chị Diệu Hiền. Đỏ 2 em chốt chị Diệu Hiền.
Chưa thấy chị Huệ ơi. Tím nho size 4, size 5. À, cái nhỏ bé Thúy vậy hả? Hỏi em là bộ ống nhỏ, mà bộ ống nhỏ chưa có hàng, bộ ống nhỏ hết hàng rồi. Rồi cái này em chốt cho chị. Cái này của Kim Tuyền. Chị Minh Trọng ơi, em chốt cho chị cam size số 3 nha chị đẹp ơi. Màu cam số 2 em hết rồi. Hay là chị lấy màu khác? Màu cam em còn size số 3 hả? Chị Nguyễn Tiết ơi, em gọi chị hai lần luôn mà kêu không có đúng số hay là sao, lộn lộn rồi đó hay gì đó. Rồi em lên mẫu bộ em đang mặc nha, màu đen. Chị nào thích bộ này chốt em, mẫu chúc mừng năm mới rất là đẹp luôn. Bộ đen 140.000 một bộ, 140.000 một bộ quần ống rộng. Chắc vậy đó, đây hai cái áo của chị em còn để đây luôn nè. Một cái đỏ, một cái xanh lá. Một cái đỏ và một cái xanh lá nè. Hai cái số 5 của chị Nguyễn Tiết nè. Chị lên số điện thoại lại giùm em đi, để em đọc số điện thoại chị coi đúng nha. Số điện thoại nè, em ghi chị là lộn số là 0364 139883. Đó, 0364 139883. Chị comment lên lại giùm em thử đúng không, đúng số đó. Có ống đứng không? Chị được Lê ơi, cái này là ống rộng chị. 129883 đó, chị cho em sai số rồi. Ở đây chị cho em là 139. Em gọi kêu lộn số. Rồi ok chị, mai em gọi nha. Mai em gọi. Cho em ghi chị Nguyễn Tiến một phiếu luôn nè. Chị nào chưa chia sẻ like lên cho em. Chị Ngọc Hương hỏi em gì ta? Dạ, mẫu em đang mặc có màu đỏ chị Dương Nga. Màu vàng hình con trâu hả? Chị Ngọc Hương ơi, để xíu để em lên mẫu đó đi rồi chị lựa nha. Giờ hỏi em không nhớ mẫu đó còn với màu gì nữa. Rồi để xíu em lên nha, xíu em lên mẫu đó. Mẫu em đang lên đồng giá 80.000 một áo mấy chị. Tím nho số 5 em chốt chị Nguyễn Tiết. Đồng giá 80.000 một áo, 3 áo hoặc 2 bộ là miễn ship. Rồi em lên mẫu bộ xong rồi em qua áo mà ba bông cho mấy chị. Chị Bích Thủy. Dạ không chị ơi, cái mẫu này là nguyên bộ lấy cái áo, còn cái quần không có bán được. Cái này là nguyên bộ mà. Rồi chị nào thích bộ này lên giùm em là bộ đen nha mấy chị nha. Bộ đen kèm size từ 1 cho tới 5 chốt cho em bộ đen. Bộ đen size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi lên bộ đen giùm em size 1, 2, 3, 4, 5 bộ đen. Bộ đen đây mấy chị. Mẫu nó như thế này nè. Một bên là chữ chúc mừng năm mới, một bên là nhánh hoa mai với hai con chim nha, rất là đẹp luôn. Mặc là thấy mùa xuân về luôn mấy chị. Đó. Rồi màu đỏ đây, chị nào hỏi em màu đỏ. Đỏ đô rất là đẹp luôn, màu đỏ đô nha. Dạ 140.000 một bộ chị được lên. Cứ hai bộ hoặc ba áo là em miễn ship. Chị Thủy ơi, chị thích mẫu này á thì chị mua một bộ hai bộ gì đi, xong rồi về chị lấy cái áo chị mặc ra với quần đen cũng rất là đẹp. Tại vì mẫu này nó nguyên bộ em bán cái áo xong, còn cái quần em không bán được. Cái quần không có bán được mấy chị. Đó. Rồi màu này lên giùm em là màu đỏ. Đây em mặc thử cái áo cho mấy chị xem thôi nha, còn cái quần như vậy nè. Khỏi mặc nguyên bộ nó lâu. Rồi chị nào thích bộ em mặc lên giùm em là màu đỏ đô. Đỏ đô nha mấy chị ơi, đỏ này mới là đỏ tươi nha. Đỏ em mặc là đỏ đô, đây đỏ này đỏ tươi. Đỏ em mặc là đỏ đô, nó sẫm màu xuống rất là đẹp luôn. Chia sẻ like lên giùm em đi mấy chị ơi, thêm mấy lượt chia sẻ nữa giùm em, thêm mấy phiếu nữa đi rồi em bốc thăm nha. Có áo bông luôn, hết cái này em lên áo bông nha mấy chị, hết cái mẫu này rồi em sẽ lên mẫu áo bông.
lấy màu đỏ đô size số 4. Ok chị Dương Nga, đỏ đô size số 4. Đỏ đô size số 4 nằm ở đâu rồi? Em chưa có con mèo lên. Rồi đỏ đô số 4 em chốt chị Dương nghe. Hai bộ hoặc ba áo là miễn ship mấy chị đẹp ơi. Mẫu em bận chị lấy hai bộ rồi hả? Vậy là không có bán áo lẻ mẫu này. Áo lẻ lấy áo lẻ đi chị. Rồi đỏ đô nha. Rồi chị nào thích đỏ đô chốt đỏ đô giùm em. Một quần đen ok chị Nguyễn Tiết nha. Quần ống nhỏ hơn, bây giờ em chỉ còn size số 5 thôi à. Chị Phi Phạm là 65 tới 70 kg á chị. Quần ống nhỏ hơn em chỉ còn size số 5 à chị đẹp ơi. Quần ống nhỏ là hết hàng luôn rồi. Em tưởng cái mẫu đó em bán không được mà ai ngờ cái mẫu đó mấy chị chuộng ghê luôn. Ok chị Ngọc Hương nha. Một xíu nữa em coi còn hàng em soạn cho nha chị đẹp. Rồi lên giùm em là màu tím cà. Chị Phi Phạm ơi, chị bao nhiêu ký? Bộ ống nhỏ em còn size số 5, 65 tới 70 kg. Chị có vừa không? Vừa thì em đưa mẫu lên cho chị xem. Trời ơi màu tím cà, chị nào thích bộ này chốt bộ tím cà giùm em nha. Bộ tím cà cho em. Rồi lên giùm em bộ tím cà. Bộ tím cà mấy chị. Bộ tím cà cho em nha. Đó. Em để ngoặc nguyên bộ. Chấm like tương tác, chia sẻ like lên đi giùm em mấy chị đẹp ơi. 9 giờ là em bốc thăm nha. Chị nào mình chưa có phiếu thì chia sẻ like lên giùm em. Rồi bộ tím cà này mấy chị quá là đẹp luôn. Đó, chị nào thích bộ này lên giùm em là bộ tím cà kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Bộ tím cà giùm em. Chị đừng trừ hao, chính xác là chị bao nhiêu ký, cao bao nhiêu chị lên cho em luôn đi. Đừng có trừ hao mấy chị. Tại vì em canh size là nó theo size rồi. Mình trừ hao nhiều khi nó chật nó rộng không chừng nha. Lên đúng size giùm em, đúng chiều cao cân nặng giùm em. Rồi bộ này lên giùm em là màu xanh rêu. Màu gì? Xanh rêu mấy chị. Xanh rêu. Xanh rêu giúp em. 60 kg là chị mặc size xưa. Nếu mà 62 kg là chị mặc size số 4 thôi. Mà em còn size số 5 không à. Rồi bộ màu xanh rêu nè. Bộ như em mặc nha. Chị nào thích màu này chốt cho em xanh rêu. Xanh rêu giùm em. Xuất sắc luôn mấy chị, rất là đẹp. Rồi lên giùm em màu xanh rêu nè. Đó, chị nào thích màu này lên xanh rêu cho em nha. Tím mực size số 5 hình con cong là hết rồi, còn tím cà. À, tím mực size số 5 hình con cong hả? Hết luôn chị Huệ ơi, còn có áo quanh chị Hương ơi. Bốn mươi tám ký là mặc size số 1 chị Tiền Lê. 48 kg mặc size số 1 chị. Lúc nào cũng chật. Đúng rồi chị, đừng có trừ hao. Mình đừng có trừ hao chị. Chính xác là bao nhiêu ký cao bao nhiêu là em canh size cho mình luôn. Ở đây mấy chị mua là em canh size là như là không có bị chật bao giờ đâu. Một là vừa, hai là rộng thôi à. Một là vừa, hai là rộng thôi à. Mà rộng thì cũng không rộng nhiều lắm. Nói chung là nó ở mức độ tương đối mấy chị. Chứ không thể nào mà như mấy chị mà tự đi đo mà may theo ba vòng mình là vô vừa y được hết trơn á.
Mà rộng thì mình bớt eo lại giùm em một xíu, chỉ có đổi dọc thôi hoặc là lỗi thôi, không có đổi hàng rộng nha mấy chị. Đó. Rồi xanh riêu cho em nha. Chốt giùm em xanh riêu kèm size 1, 2, 3, 4, 5 màu xanh riêu. Hello chị Ngọc Ánh. Rồi em chuẩn bị em bóc thăm nè, chị nào mình chia sẻ like chấm like lên giùm em. Màu xám xi măng. Đây chị nào thích màu xám đi chùa lấy màu này. Màu xám cho em nè. Quá đẹp luôn. Màu xám ha. Rồi chị nào thích màu xám chốt cho em xám, lên giùm em bộ xám. Bộ em mặc là màu tím cà. Đây chị một cái vàng tươi, một cái hồng sen, rồi một cái cà rốt. Size số mấy chị Ngọc Hương? Hình nào cũng được, hình nào cũng được thì được nha chị. Một cái vàng nè, một cái cà rốt nè, một cái hồng. Size số 5 hả chị? Size nào chị Ngọc Hương ơi? Đây cái hồng em có luôn. Chị có hết cái tím Huế thôi. Tím Huế em lấy cho chị cái hình bông lúa này được không? Đúng rồi, hình nào cũng được. Lấy cho chị cái tím Huế hình bông lúa này rất là đẹp nè. Lấy chị cái tím Huế hình bông lúa này nha. Bốn áo size số 5 thì có đủ nè chị Ngọc Hương. Rồi bộ tím cà, chị nào thích bộ tím cà chốt bộ tím cà giùm em. Và mẫu đang lên 140.000 một bộ chị, hai bộ hoặc là ba áo là em miễn ship. Rồi bộ này lên giùm em là màu xám. Chốt cho em bộ xám. Hello chị Sinh Võ. Bộ này chốt bộ xám giùm em. 1m55 62kg là chị mặc size số 4 chị. Mà số 4 bây giờ là em không còn bộ ống nhỏ, em còn bộ ống rộng như em bộ một màu em đang lên nè. Còn nếu mà chị thích quá thì chị lấy size số 5 đi. Về đây nè, em chỉ cho mình về cái áo có rộng. Quan trọng là cái áo thôi, cái quần không sao hết mấy chị. Quần lưng thun mặc không sao hết. Quan trọng là cái áo á. Size số 4 hả chị? Rồi ok, để em tìm có em chốt nha chị Ngọc Hương. Hình nào cũng được ha. Rồi có gì mai em gọi cho. Ok chị Ngọc Hương nha. Còn không một xíu nữa em có like lên á thì thấy là chị chốt lại giùm em. Ok chị Vi Nguyễn nha, gửi địa chỉ Cần Thơ. Rồi nhớ rồi. Màu xám chốt cho em bộ xám. Bộ xám giùm em. Áo lẻ hả chị? Chờ em một xíu lên mẫu bộ xong rồi em qua lại áo lẻ cho mấy chị nha. Rồi bộ xám cho em. Màu này lên giùm em là màu cam đất. Chốt cho em màu cam đất mấy chị đẹp. Mẫu như em mặc 140.000 một bộ, chất là co giãn mạnh nha mấy chị ơi, vải mềm mịn, mặc thoải mái. Rồi cam đất giúp em nha. Cam đất kèm size 1, 2, 3, 4, 5 chốt cho em mẫu cam đất. Màu cam đất mấy chị. Rồi lên màu cam đất giùm em. Cam đất kèm size 1, 2, 3, 4, 5 chốt cho em mặc cam đất. Cam đất nè. Rồi màu này lên giùm em là màu tím than. Màu tím than. Trời ơi đẹp quá mấy chị. Màu tím than, chứ nào thích tím than chốt tím than, tím than, tím nho gì cũng được hết. Lên màu tím than giùm em. Chia sẻ like lên rồi em chuẩn bị em bốc thăm nha mấy chị ơi. Chấm 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 like lên giùm em nè. Em chuẩn bị em bốc thăm, chị nào mình chia sẻ like em đi phiếu luôn nè. Rồi tím than cho em. Tím than mẫu như em mặc. Lên giùm em màu tím than. Rồi em còn 3 màu nữa là em qua mẫu. Màu này chốt cho em là màu hồng ruốc. Màu hồng ruốc mấy chị. Có size từ 1 tới 5 chị đẹp ơi, 45kg tới 70kg. Chị nào cao cao một xíu, 72, 73kg vừa. Cao 1m6, trên 1m6, 75kg vừa luôn á. Tại vì chất co giãn mạnh. Rồi lên giùm em màu hồng ruốc nha. Hồng ruốc giùm em nè. Rồi chị nào thích bộ này lên giùm em hồng ruốc.
Hello chị Hằng Huỳnh. Rồi tiếng Huế, trời ơi tiếng Huế nè mấy chị ơi. Siêu siêu đẹp. Rồi tiếng Huế giùm em nha. Tiếng Huế. Chốt cho em bộ tiếng Huế mấy chị. Tiếng Huế kèm size. Rồi lên bộ tiếng Huế giùm em. Tiếng Huế kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Chốt giùm em màu tiếng Huế. Rồi màu vàng. Vàng này là vàng nghệ. Mẫu nguyên bộ lên vàng nghệ đẹp mấy chị, vàng tươi là nó hơi bị chói. Nguyên một bộ màu vàng tươi nó hơi bị chói. Rồi vàng nghệ cho em nha. Hello em Trọng Nhân. Rồi ghi Trọng Nhân một phiếu nha. Rồi em chuẩn bị bốc thăm luôn, em qua mẫu. Rồi em chuẩn bị em bốc thăm luôn là em qua mẫu nha. Qua lại mẫu áo lẻ cho mấy chị. Áo lẻ mẫu khác. Màu vàng nè em. Vàng nghệ. Rồi tím Huế vàng nghệ size số 5. Em chốt cho chị tiền kim. Tím Huế 5. Vàng nghệ hình như không có số 5 hay sao à. Em chốt chị tiền kim. Đây em ơi, Nguyễn Võ Trọng Nhân đang màu vàng đấy ha. Rồi chị nào chốt mẫu bộ gì không, em qua mẫu. Ok chị Ngọc Hương. Em nhận để thành công nha, em vàng nghệ. Rồi size số 2 vàng nghệ, chốt cho em nhận để thành công nha. Vàng nghệ số 2 nằm đâu ta? Rồi vàng nghệ số 2. Trời cái mẫu này đẹp lắm. Lấy hai bộ là miễn ship luôn nha em ơi. Rồi nhận để thành công. Lấy em đỏ tươi số 2. Mẫu này không có đỏ tươi Trọng Nhân ơi. Mẫu này đỏ đô em ơi. Đỏ đô được không? Không có đỏ tươi. Mẫu này là đỏ đô. Đây em. Mẫu này là đỏ đô nha. Rồi đỏ đô nè. Chị lấy em bộ này được không? Mẫu này không có đỏ tươi. Nguyên bộ đỏ đô. Cái màu đỏ đô cũng đẹp lắm. Lên áo lẻ rồi, chị chờ em xíu, chị Nguyễn Trinh ơi, chờ em một xíu. Đó, bộ đỏ đô nha. Bộ em mặc là màu xám, chứ đẹp. Rồi, đỏ đô nè, có chốt lên giùm chị. Đỏ đô nha, đỏ đô nha. Rồi, em qua mẫu, à khoan, em bốc thăm nè. Rồi, tới tiết mục bốc thăm để mấy chị chờ lâu. Chấm 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 like, chia sẻ like lên giùm em mấy chị đẹp. Sáng hôm nay em không like nổi đâu, chiều tự nhiên đau bụng, đau dạ dày quá. Mà hứa với mấy chị rồi em lên like. Chị đẹp nào chưa chia sẻ, chia sẻ like lên giùm em. Vậy cam đắng cũng được, cam đất cũng được, ok em. Cam đất số 2 ha, ok em nha. Màu măng cục rồi, màu này, mẫu này không có màu măng cục. Mà màu có màu tím nho đẹp lắm em. Để chị lên màu tím nho, em lấy màu tím nho đi, rất là đẹp.
Rồi chị lấy cho em màu cam. Size số 2 màu cam đất, màu cam đất size số 2. Rồi cam đất số 2. Không có màu măng cụt em, mà nó là màu 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 tím nho. Màu tím nho đẹp lắm. Đây bộ này, chị lấy cho em thêm bộ này nữa được không? Ủa không phải. Đâu rồi ta? Đây em màu tím nho được không? Không có, mẫu này không có màu măng cụt nha. Màu tím nho, màu tím vàng á. Tím nho, màu rượu nho. Đó được thì chốt màu này anh chị ha. Đẹp lắm. Cái quần nè. Màu tím nho ha. Rồi em bóc thăm nha. Đó chốt được cái bộ đó, chốt giùm em nha mấy chị đẹp ơi. Quay video, quay video trực tiếp cho mấy chị nha. Hết nè, em qua áo lẻ hình con công nha. Chị Ngọc Hương nhắn gì? Áo đỏ đô size số 2 hả chị? Áo đỏ đô size số 2, quần đen số 1. Rồi đây em bóc thân nha mấy chị ơi. Rồi ha, chị Nguyễn Trinh nha, em chúc mừng chị Nguyễn Trinh nha. Rồi chị Nguyễn Trinh nè, đó em bóc chúng tên chị Nguyễn Trinh. Chị Nguyễn Trinh có đó, chấm like lên giùm em. Ok nha, em thấy chị Nguyễn Trinh nha. Rồi chị Nguyễn Trinh chọn áo nào thì chọn giùm em nha. Rồi em lên lại áo lẻ cho mấy chị. Chị nào không được mai bóc tiếp cái chị đẹp. Chị Ngọc Hương chị nhắn vậy thì không biết soạn nữa, thì không nhớ. Mà không biết còn để mà soạn không nữa. Sợ không còn quá chị đẹp ơi. Rồi em lên tiếp áo lẻ. Bây giờ là lên áo lẻ hình con trâu cho mấy chị trước nha. Hình con trâu như hết rồi. Hình này trước đi. Hình bông lúa. Rồi mẫu này mấy chị em lên màu, em lên cho nè mấy chị đẹp nha. Em lên từng size 1 nha mấy chị nha, từng size 1 mấy chị chốt được gì chốt gì em. Không chị Cường Lê, cái đó quần ống rộng chị. Nếu mà chị thích quần ống đứng về chị bóp cái quần vô một xíu, mỗi bên vô hai phân đi là cái quần nó thành ống đứng. Nếu mà thích ống đứng đó chị. Rồi em lên mẫu em mặc, màu em mặc là màu màu vàng nhạt, màu vàng mỡ gà. Màu em đang mặc là màu vàng mỡ gà mấy chị ha. Vàng mỡ gà nha. Đó, mẫu cho em mặc.
Để em kiếm cái nào cái màu nó sáng sáng lên cái đá đây, màu tím mực đi. Đây, bị kiểu nó lên như thế này nha. Chị Cường Lê ơi, cái mẫu đó là ống rộng chứ không có ống đứng gì đẹp. Mà chị thích ống đứng về chị bớt hai bên lại một xíu. Đây cái mẫu này em mặc cái này lên mấy chị xem đá cho nó rõ. Màu em đang lên là màu tím mực. Rồi màu tím mực nha. Này nó còn lẻ size. Em đưa màu từng size một cho mấy chị nha. Chị nào thích cái màu nào á thì nói em. Nói em lên size cho. Rồi màu em mặc là tím mực nè. Em lên size số 1 trước, màu xanh bơ. Em lên size số 1 trước nha. Chị Ngọc Hương ơi, chị có chốt cái này, chốt hôm nay giùm em luôn đi nè chị đẹp. Màu xanh bơ. Màu tím mực nha, đang mặc. Em đang lên size số 1 nha, màu hồng da. Màu hồng da ha. Màu tím Huế. Màu tím Huế nè. Tím Huế này em còn size 1, size 4, size 5. Tím Huế này em còn size 1, size 4 và size 5 nha. Tím Huế 1, 4, 5. Rồi màu đen. Màu đen. Đẹp chưa, đen này còn số 1 thôi. Rồi đen này còn số 1 hả? Hồng da. Đó, chị nào muốn xem màu nào? Màu hồng da. Rồi chị nào thích hồng da chốt hồng da giùm em. Đó, em lên màu mình thích màu nào của size nào mình nói giúp em nha, nói giúp em. Rồi màu xanh coban này em còn size 3 và size 4. Màu xanh coban này em còn size số 3 và size số 4. Màu tím mực size số 5 cho chị đi hả? Size số 5 chỉ còn màu tím Huế à. Chị Ngọc Hương lấy tím Huế size 5 đi chị. Mẫu này tím mực size số 5 em hết. Đây tím mực size số 5 em lấy cho chị cái hình này được không chị Ngọc Hương nè. Tím mực số 5 em lấy cho chị cái hình này được không? Được chị, ok giùm em bỏ ra cho chị. Đây hình này. Tím mực size số 5. Tím mực size số 5 nha. Dạ 41 kg. Chị Cường Lê 41 kg là mặc hơi rộng một xíu. Chị về bóp em lại. Như em 45 kg nè, em đang mặc số 1 nè là tương đối vừa. Còn mà dưới 45 kg là sẽ mặc hơi rộng. Em xanh bơ số 1. Xanh bơ số 1 là áo lẻ nha. Nha em ơi, áo lẻ với quần đen nha. Áo lẻ với quần đen. Xanh bơ số 1 là áo lẻ với quần đen. Đây cái màu xanh bơ rất là đẹp luôn. Xanh bơ này em còn size 1, size 4 và size 5. Màu xanh bơ. Trời ơi đẹp chưa. Này áo lẻ nha em ơi. Có ok thì ok giùm chị. Màu em đang mặc là tím mực. Màu em đang mặc là tím mực. Hồng da hết số 3 rồi. Chị đẹp số 3 cái mẫu này em hết. Số 3 cái mẫu này là em. Em chỉ còn cái màu xanh coban nè. Số 3 mẫu này em còn màu xanh coban. Rồi ok chị Ngọc Hương em lấy cho chị chở cái mẫu này đẹp lắm. Em lấy cho chị cái tím mực này size số 5 cho chị Ngọc Hương. Bé đẹp, giọng để thành công xanh bơ số 1 là áo lẻ dưới quần đen nha em nha, không phải nguyên bộ nha. Để chị mặc thử cái xanh bơ. Rồi xanh bơ này còn size 1, size 4 và size 5. Đen số 2, chị Ngọc Ánh, đen số 2. Để em coi còn mẫu nào không. Rồi xanh bơ nè em. Rồi cái tím này em chốt chị Ngọc Hương. Nói chung hình nào cũng đẹp hết mấy chị, quan trọng là cái màu, cái tổng thể cái màu mình thích đó. Rồi xanh bơ số 1 chốt cho nhận để thành công nè. Quần đen. Ba áo hoặc hai bộ em miễn ship. Áo là 70.000 một bộ 1.4. Áo đen số 2 hả? Để em coi coi áo đen số 2. Áo đen số 2 hết rồi chị Ngọc Ánh ơi. Đen số 2 không còn cái nào, còn cái mẫu hoa thêu được không chị? Đen số 2 em còn cái này được không?
Ok em nha. Rồi đen số 2 chị đẹp. Em còn cái mẫu hoa thiêu này thôi à. Được không chị Ngọc Ánh? Được, ok giùm em. Rồi màu đỏ em còn size 1 và size 2 chị Ngọc Hương, đỏ size số 2 hình hình này. Không có đỏ đô, đỏ này là đỏ tươi. Rồi đỏ tươi em còn size 1, 2. 1, 2, 4, 5 mấy chị. Đỏ tươi size 1, 2, 4, 5 dùm em, chốt cho em mã đỏ tươi. Đỏ tươi size 1, 2, 4, 5 nha. Rồi chốt mã đỏ tươi dùm em size 1, 2, 4, 5. Đỏ tươi size 1, 2, 4, 5. Rồi đây, màu hồng. Hồng tươi này em còn size 4 và size 5, đẹp quá. Màu hồng này em còn size 4, size 5, chị nào vừa chốt mã hồng size 4, 5 giùm em nha. Hồng size 4, 5. Rồi, đó, mẫu này em còn nhiêu đó cái với chị. Màu hồng da, đây, màu hồng da đây nè chị đẹp. Hồng da em còn size 1, size 4 và size 5 luôn. Hồng da nha. Rồi, lên mã hồng da giùm em size 1, size 4, size 5, màu hồng da. Hồng da 145. Rồi, còn chị nào xem áo màu nữa không mấy chị ơi? Không thì em sẽ qua mẫu khác, mẫu áo bà ba bông nha. Chị nào xem áo bà ba bông chấm like lên giùm em. Tím mực. Rồi qua mẫu, em lên tiếp cái mẫu này cho mấy chị nè. Giờ em một xíu. Rồi mẫu hình con trâu này còn ít nè mấy chị. Hoặc mẫu hình con trâu, chị nào thích mẫu hình con trâu. Chấm 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 like lên cho em mấy chị đẹp. Cho em lên mẫu hình con trâu nè. Đây chị Ngọc Hương ơi, mẫu hình con trâu áo đỏ đô này em còn cái này là số 4. Áo quên, số 2. Số 2 nha. Rồi em mặc thử mẫu này lên cho mấy chị đẹp nè. Chị gì đó, chị Diệu Hiền ơi, chị hỏi em màu trắng, em lấy chị cái màu trắng này được không? Hình con trâu nè, rất là đẹp. Hồng da hết số 3 rồi em ơi. Hồng da hết số 3. Vậy là chị bỏ cái xanh mơ ra cho em nha. Rồi em lên mẫu hình con trâu vàng năm 2021 với chị. Hình con trâu vàng năm 2021 nha. Màu trắng. Đây. Để em mặc cái màu nào mà lên cho nó thấy rõ cái hình con trâu cho mấy chị. Đỏ đô đi. 60 kg, 1m57 là chị mặc size số 3 nha chị. Chị xin vỏ ơi, chị mặc size số 3 cho em nha. Rồi hình trâu này chị Ngọc Hương, em lên chị cái chốt là chốt luôn, để em chốt luôn, em khỏi coi lại tin nhắn. Đây, cái hình bông trâu như thế này rất là đẹp, kính đá. Hình con trâu rất là đẹp luôn. Màu đỏ tươi, à, đỏ đô cho em nha. Rồi mẫu này em coi còn nào nè. Chị Ngọc Hương ơi, chốt nha chị. Chốt giùm em chứ không thôi là em sợ hết. Đây, hình con trâu vàng. Size số 5 ha chị Ngọc Hương. Rồi, tại hình con trâu vàng là em còn có mấy cái hả?
chị Minh Minh một áo đỏ số 1. Ok chị Minh Minh. Hello cô Quế Trương. Rồi áo đỏ số 1. Em chốt chị Minh Minh. Chị Minh Minh chốt áo đỏ nào ta? Áo đỏ em đang mặc hết số 1 rồi. Áo đỏ em đang mặc là em còn size 2 và size 5. Size 2 và size 5 mấy chị. Áo đỏ em đang mặc em còn size 2 với lại size 5. Dạ không có số 6 cô Quế Trương ơi. Mẫu này không có số 6 cô. Rồi đỏ đô này em còn size 2 và size 5. Cô mua muốn mua size 6 hết rồi cô Quế Trương ơi, size 6 hết rồi. Còn mấy cái áo bông size số 6 cô hỏi cô mua có lấy không? Rồi đỏ đô 2 này em chốt cho chị Ngọc Hương là em hết. Em còn có một cái này đỏ đô size số 2 à. Em chốt chị Ngọc Hương là đỏ đô này em còn size số 5 thôi nha. Chị nào vừa chốt giùm em. Cái này em chốt chị Ngọc Hương. Chị Minh Minh ơi em chốt cho chị cái áo đỏ hình bông lúa số 1 được không? Cái hình trâu này không có size số 1 hết rồi chị. Cái hình trâu này hết size số 1 rồi. Chị Ngọc Hương. Rồi em lên màu trắng nè. Ủa cái này không đúng. Đỏ đô không có số 3 chị xin bỏ ơi. Đỏ đô không có size số 3. Rồi màu trắng này em còn size 2, size 3 và size 5. Ủa. Rồi trắng em còn size 2, 3, 5 nha. Hình trâu không có số 1 chị Minh Minh. Hình trâu hết số 1 rồi chị. Hình trâu em hết số 1. Rồi màu trắng. Màu trắng này em còn size 2, size 3 và size 5. Cho cô muôn coi áo bông hả? Áo bông rồi còn mấy cái đâu rồi con? Áo bông số 6 cũng còn 3 cái này cô Quế Trương. Xả luôn nè cô. Đâu ạ? 2 cái hả? Đây cô Quế Trương áo bông số 6. Ồ, nhớ còn 3 cái nữa ta. Đây còn 3 cái xả luôn 180 cô Quế Trương lấy đi nè. Xe số 6 con còn 3 cái này 180.000 miễn ship luôn lấy đi. Một cái xanh lá, một cái xanh rêu và một cái màu tím Huế. Cái màu tím Huế. Một cái màu xanh lá và một cái bông màu rêu đó. 85.000 con xả luôn 60.000 ba cái số 6 này nè. Hỏi cô mua có lấy hết ba cái 180 miễn ship luôn. Ồ. Quá đẻ luôn. Ok không cô Quế Trương ơi. Đó ok ok lên giùm con nha. Rồi màu trắng nè. Chị Diệu Huyền đâu ta? Nãy chị Diệu Huyền dẫn em màu trắng. Rồi em còn cái này size số 3 mẫu như em mặc nè. Màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc số 3 giùm em còn một cái. Mẫu này em hết rồi mấy chị. Xanh ngọc size số 3. Chị nào vừa chốt cho em xanh ngọc size số 3. Ok cô mua 3 cái số 6 rồi. Để cho cô 3 cái số 6. Ok cô nè. Trời ơi quá đẹp quá rẻ. Cảm ơn cô mua nhiều nha. Bữa giờ hai cô bỏ con đi đâu không thấy luôn hết ta. Bữa giờ bỏ đi đâu không thấy luôn hết ta. Trời ok cô mua.
180.000 miễn ship rồi. Đây em còn cái mẫu em mặc hình con trâu, em còn cái màu xanh ngọc này size số 3 và là size số 5 đó, còn một cái số 3, một cái số 5. Thôi chị nào lấy chốt giùm em đây thôi em. Xanh ngọc đẹp lắm. Rồi chị nào thích màu xanh ngọc lên xanh ngọc cho em size 3 và size 5. Xanh ngọc size 3, size 5 giùm em nha. Xanh ngọc 35 mấy chị, đẹp quá trời đẹp luôn rồi, xanh ngọc size 3, size 5. Trời ơi tím cà còn cái số 1, chị nào vừa chốt em tím cà số 1. Màu trắng em còn size 2, size 3 và size 5. Màu trắng còn size 2, size 3, size 5 nha. Xanh ngọc size số 3 em chốt chị xin vỏ. Chị xin vỏ lên cho em số điện thoại nha. Xanh ngọc số 3 em chốt chị xin vỏ. Gửi địa chỉ cô Quế. Ok cô nha. Chị xin vỏ cho em số điện thoại nha chị đẹp. Rồi chị xin vỏ. Không cái em nhận để thành công. Em lấy em đổi cái xanh bơ em lấy qua cái này nè. Em lấy qua cái tím cà này còn cái size số 1 đem nè, tím cà size số 1. Rồi tím cà này em còn cái số 1. Size 3 4 5 mấy chị muốn lấy qua một mẫu khác giùm em là có. Đó nha. Màu tím cà. Size 3 4 5 2 3 4 5. Áo vàng chốt cho chị một cái số 4 và cái số 5 hả? Vàng trâu. Vàng 4 5. Chị Ngọc Hương ơi còn một cái số 5 mà. Vàng 4 lấy cái mẫu khác giùm em được không? Mẫu hình trâu còn cái vàng số 5 em chốt chị Ngọc Hương nha. Hình này hình con công. Chị Ngọc Hương ơi lấy cái vàng thêm một cái vàng này size số 4 được không chị đẹp? Vàng hình này. Vàng hình này size số 4 được không? Hình trâu là còn cái là hết luôn rồi đó. Rồi em lên màu xanh lá. Xanh lá còn một cái số 2. Xanh lá còn một cái số 2 ha. Hình trâu. Tím cà size số 1 giùm em. Đó nếu mà không lấy là hết luôn chị Ngọc Hương ơi. Ok rồi. Cái hồng tươi chị Ngọc Hương lấy size mấy? Hồng tươi chị Ngọc Hương lấy size mấy? Màu vàng số 4 rồi. Ok chị Ngọc Hương nè. Rồi xanh lá này giùm em nha. Xanh lá size 2. Xanh lá này chỉ còn size số 2 thôi. Hồng tươi size số 4 đúng không chị Ngọc Hương? Em chốt chị cái hồng tươi này size số 4 nha. Cái mẫu này đẹp lắm. Hồng tươi này số 4 ha. Rồi hồng tươi số 4 này em chốt chị Ngọc Hương. Rồi xanh lá size 2 giùm em với chị. Xanh lá. Rồi em qua mẫu. Qua mẫu lên hình mẫu hình con công cho mấy chị nè. Hình con công còn nhiều màu rất là đẹp. Rồi hình trâu em còn cái này số 2 chị nó vừa chốt giúp em ha. Màu cam size số 4. Hồi nãy chị Ngọc Hương nói em lấy cam 4 còn cái cam này số 4 em để chị nha, màu cam hình hoa hồng. Rồi cam size 4 size 5 giùm em mấy chị đẹp. Đây mã cam này lên giúp em mã cam size 4 và size 5. Cam 4 5 nha. Lên giùm em mã cam size 4 size 5. Đây em lấy chị cái cam này số 4 nha chị Ngọc Hương ơi. Đó cái cam này còn cái cam này là số 4 nè. Rồi em qua mẫu.
Mẫu hình con công nằm ở đâu ta? Rồi em lên mẫu hình con công. Trời ơi đẹp đẹp đẹp. Màu cam đó là màu cam cà rốt đó chị Ngọc Hương. Cam đó là cam cà rốt đó. Ủa hai cái tông cam nó hơi khác khác nhau một xíu. Đây hai cái này. Cam này là số 4, màu cam này, còn cái cam này là cam cà rốt nè. Cam này mới đúng là cam cà rốt. Cam cà rốt này hết số 4 rồi chị. Rồi màu mẫu hình công em đang mặc, em còn màu này là lên giùm em màu xanh tím. Xanh tím em còn size 1 và size 3. Rồi xanh tím size 1, size 3 giùm em nha. Xanh tím size 1 và size 3. Rồi chị nào thích chốt giùm em mã xanh tím 1 với 3 mấy chị. Xanh tím 13, mẫu này đẹp quá. Xanh tím size 1, size 3. Rồi hình con công màu cam cà rốt nè. Cam cà rốt này em còn 1. Một, hai, năm. Màu cam cà rốt em còn size 1, size 2, size 5. Cam cà rốt em còn 1, 2, 5 nha. Màu xanh tím này em còn size 1 và size 3. Rồi, chị nào thích màu này lên giùm em xanh tím. Xanh tím size 1, size 3. Dạ không, chị Nguyễn Trinh ơi, hết chị. Rồi, xanh tím size 1, size 3 giùm em nè. Màu cam cà rốt em còn size 1, 2, 5. Công không có, có màu đỏ nhưng mà hết rồi chị Nguyễn Trinh. Công màu đỏ đô em chỉ còn size số 5 mà. Công màu đỏ đô em còn cái này size số 5 nè, chị nào chốt thì chốt. Ủa không phải luôn. Rồi công đỏ đô size số 5 em hết. Công em còn size số 4. Màu đỏ đô em còn size số 4 hình con công còn một cái đỏ đô. Size số 4 ha. Rồi chị nào vừa chốt cho em mã đỏ đô 4. Đỏ đô hình con công size số 4 giùm em. Đỏ đô hình con công size số 4. Rồi màu em mặc là màu cam cà rốt. Vậy chị Ngọc Hương ơi, chị lấy màu cam này á là em chỉ còn 1 với 5 mà 1 2 5 mà hết size số rồi. Số 4 em còn cái cam nhạt hơn một xíu á. Cái cam đó cũng rất là đẹp luôn. Đây cái cam này nè. Số 4 em giờ em chỉ còn cái này. Nó nhạt hơn một xíu. Lên rất là đẹp. Cam cà rốt giùm em. Rồi màu này lên giùm em là màu tím cà size 3, 4, 5. Màu tím cà giùm em size 3, 4, 5 mấy chị. Rồi lên giùm em tím cà nha. Tím cà 3, 4, 5 giùm em. Tím cà size 3, size 4, size 5. Màu em mặc là màu cam cà rốt size 1, 2, 5. Rồi tím cà. Xanh tím 3. Xanh tím size 3 em chốt chị Hiền Nguyễn. Ok chị Hiền Nguyễn. Rồi màu cam tím cà giùm em mấy chị. Tím cà size 1 size 3, 4, 5. Tím cà size 3, 4, 5. Rồi màu này lên giùm em màu hồng đất. Hồng đất em còn size 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Không chị Ngọc Hương, cà rốt bây giờ là chỉ còn đúng cái màu này là em còn size 1, 2, 5. Còn cái màu nó nhạt hơn một xíu là có size. Đó. Cái màu mẫu mới này nè. Cái màu cam này. Đó, màu cam này. Đó,
Cam này ha, size 1, 2, 3, 4, 5. Màu nào cũng đẹp hết đó chị, để em mặc thử màu này lên cho xem nè. Hello chị Cường Lê. Lên lại bộ đỡ đô chị coi hả? Ok chị. Đây màu cam nó lên như thế này nè chị Ngọc Hương. Rất là đẹp luôn chị. Đẹp lắm, tại vì cái màu này đẹp rồi, mình mê rồi, mình cứ thích cái màu này chứ đổi màu khác đi, cam này cũng đẹp nữa. Rồi, chị xem lại bộ màu đỏ đô ha. Đây, bộ màu đỏ đô. Đây chị Cường Lê. Đây nè em chỉ cho nè. Đây ha, bây giờ cái quần này, cái mẫu này là ống rộng, chị nào thích ống nó nhỏ hơn á, về ở hai bên này là nó không có đường 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 chỉ xuống đâu. Nếu chị muốn bóp á thì bóp ở đường ở trong này nè, đường ở trong này xuống đây ha, em chỉ cho. Rồi từ xéo chỗ cái góc này nè, từ chỗ góc này mấy chị bóp xéo một đường vô hai phân, nó thẳng xuống với ống quần đó, ngang đây là thành cái quần ống suông rất là đẹp. Mỗi bên bóp, mỗi bên một đường bóp vô cho em hai phân thôi, ngang đây là cái ống quần nó thành cỡ này rồi, là thành quần ống đứng đẹp đó. Nếu mà thích ống đứng đó, mỗi bên bóp xéo vô hai phân cho em nha, là cái quần ống nó còn tầm chừng 22 23 gì đó. Rồi ống này là 27 nè, bớt vô hai phân là còn 25. Rồi là ống đứng đó, là ống suông, ống suông 25 đó. Rồi em lên tiếp màu hồng đất giùm em nha mấy chị nha. Hồng đất kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên giùm em màu hồng đất. Hồng đất 1, 2, 3, 4, 5. Hồng đất 1, 2, 3, 4, 5 giùm em. Màu vàng có size 3 không hả? Màu vàng, chị xin vỏ màu vàng đây. Mẫu này em có size 3 chị. Màu vàng đây, màu vàng là mẫu này em có size số 3. Được không chị? Được, chị lấy mẫu này giùm em. Màu em mặc là màu hồng đất nha mấy chị ơi, đẹp lắm, rất là sang luôn. Rồi chị nào thích hồng đất chốt hồng đất kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Cam em mặc có số 2 chị. Cam này có size 2 nha, cam cà rốt. Cam này em còn size 1, size 2 và size 5. Cam hình con cong này em còn size 1, 2, 5. Còn cái cam này em hết số 2 chị ơi. Cái cam mà hình hoa mai vàng á là em hết size số 2. Chị Ngọc Ánh. Rồi. Một cái cam mấy chị cứ chốt cho em là cam hoa mai hoặc là cam hình cong nha. Mà cam hoa mai là em hết size số 2 rồi. Hồng đất size số 3 em chốt chị Thanh Ruby. Rồi hồng đất số 3 em chốt chị Thanh Ruby. Cái mắt em mờ sao? Hồng đất 2 em chốt chị Nguyễn Trinh. Chị xin vỏ màu vàng size số 3 em còn cái màu này được không chị? Này được không? Vàng. Màu em mặc là hồng đất mấy chị ơi, màu đẹp lắm. Hồng đất ha, hồng đất kèm size giùm em nha. Cam hình cong thì em còn size số 2 chị Ngọc Ánh. Rồi vàng này thì em còn đủ size từ 1 cho tới 5 nè, mà vàng này là mẫu mới về luôn đó. Màu vàng tươi.
Đó, mẫu này em còn size 1, 2, 3, 4, 5. Chị nào thích mẫu này chốt giùm em nha. Mẫu vàng hoa mai. Đẹp lắm. Rồi lên giùm em vàng. Cái này được không nè chị? Chị gì hỏi em đó. Chấm 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 like lên giùm em bà con ơi. Trời, màu tím Huế cho em. Rồi lên giùm em tím Huế mấy chị, tím Huế kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Ủa không biết có, 1, 2, 3. Rồi tím Huế 1, 2, 3 giùm em mấy chị đẹp. Tím Huế 1, 2, 3 giùm em nha. Mẫu hoa mai có xanh rêu có chị, trời ơi cái mẫu hoa mai còn xanh rêu xuất sắc luôn. Đây nãy giờ em chờ mấy chị hỏi em lên cái mẫu. Còn xanh rêu mẫu hoa mai nè. Vàng hoa mai size số 2 trọng nhân. Để chị coi còn không. Rồi vàng hoa mai số 2 hết luôn rồi. Vàng hoa mai hết luôn rồi. Trọng nhân ơi, chấm chấm like lên giùm em mấy chị. Rồi cái màu tím cong này lên giùm em là màu tím tím Huế ha. Tím Huế kèm size 1, 2, 3 giùm em nha. Tím Huế size 1, 2, 3. Lên mã tím Huế 1, 2, 3 giùm em nè mấy chị đẹp. Xanh rêu hình hoa mai nè chị, đẹp xuất sắc luôn. Họ chị nào thích xanh rêu chốt xanh rêu giúp em nha. Xanh rêu. Vàng hết size số 2 rồi trọng nhân ơi. Vàng size số 2 chỉ còn cái màu vàng này được không em nè, màu vàng nhạt. Màu vàng mỡ gà. Màu vàng mỡ gà đó, chỉ còn cái này rồi có size số 2. Màu xanh rêu, chứ nào hỏi em màu xanh rêu. Xanh rêu hoa mai đẹp chưa? Trời ơi xuất sắc mấy chị. Đó, giá bán là 85 mà em bán hôm nay là em bán gì đồng giá mấy chị luôn á, là 80 mẫu mới hay là mẫu lẻ xa gì cũng bằng giá. Miễn ship nữa. Dạ mặc size 3 nha chị Thúy Nguyên ơi, mặc size số 3 chị. Ok chị Nguyễn Trinh nha, chị cứ chọn. Còn cái áo tặng của chị thì chị chọn thêm một cái nữa. Rồi chị muốn sao cũng được hết á. Không ok em, rồi xanh rêu, chứ nào thích xanh rêu chốt xanh rêu giúp em mấy chị. Xanh rêu kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Tím Huế xanh rêu cam đắp. Ok chị nha. Rồi mai em chốt đơn, giờ em không nhớ em chốt vậy mà em không nhớ. Vậy bây giờ chị lấy thêm cái xanh rêu size số mấy chị Nguyễn Trinh ơi, size số mấy chị? Size số 3 hả? Xanh rêu size số mấy? Rồi xanh rêu 3 em chốt cho chị Thanh Ruby. Thanh Ruby. Xanh rêu. Trời, chứ nào thích xanh rêu chốt xanh rêu giùm em. Ủa chị Nguyễn Trinh ơi, xanh rêu của chị là size mấy? Size 3 hả? Tím Huế xanh rêu size số 3. Ok chị Nguyễn Hiền, một cái tím Huế. Một cái xanh rêu size số 3. Rồi xanh rêu số 3 em hết luôn rồi. Xanh rêu số 3 hết luôn rồi mấy chị. Em chốt chị Huyền Nguyễn cái tím Huế số 3 nha.
Trên reel số 3 hết luôn rồi mấy chị đẹp ơi. Xanh reel hết luôn rồi chị Nguyễn Trinh ơi, chọn màu khác giùm em. Size 2, size 3 màu xanh reel hết luôn rồi. Cái màu xanh reel đó hồi nãy em like ở đầu like á, cái màu xanh reel nó rất là đẹp. Mở gà số 2 em chốt chị Ngọc Ánh. Vàng mở gà size số 2. Em nhớ vàng mở gà còn cái số 2 đâu rồi ta. Chị Ngọc Ánh lên số điện thoại lại giùm em đi chị đẹp ơi, xíu nữa em kiếm có em chốt cho chị nha. Em nhớ còn cái số 2 mà lạc loài đâu rồi ta. Mới nãy cầm xuống đây có thấy mà. À đây nha. Không phải. Nó nhiều quá em like hồi là nó thành một đống luôn á chị đẹp. Để một xíu em tìm có thì em chốt cho nha chị Ngọc Ánh. Chị Ngọc Ánh lên số điện thoại lại giùm em với ha. Trứng cà riêu hết rồi trọng nhân ơi, riêu bây giờ là chỉ còn size 1, size 4 và size 5 thôi. Size 2 với size 3 là chị hết luôn rồi. Hết luôn rồi em ơi. Rồi tím cà. Dạ đúng rồi chị Thúy Nguyên, mẫu này là áo với quần đen đó chị, 140.000 một bộ ha. Hello chị Yên Phạm. Tức ghê cái màu. Hồi nãy em thấy có thứ hai rồi sao bây giờ em không thấy nữa thì trời ơi. Chị Ngọc Ánh lên số điện thoại giùm em đi, em có em chốt nha, em có em chốt cho, em tìm có em chốt cho. Rồi màu tím cà giùm em size số 2, bây giờ cái mẫu này mẫu em mặc size số 2 là chỉ còn mấy màu này thôi nè. Hết chị Nguyễn Trinh ơi, chị chốt nhưng mà em hết mất tiêu rồi. Lấy qua màu tím nho đi, màu tím nho đẹp nè. Rồi size số 2 em lên màu size số 2, số 2 em còn có 5 màu. 1 2 ta 4 màu thôi. Màu em mặc là màu tím cà. Size số 2 nè, chị nào số 2 lựa giùm em. Màu tím cà, màu tím nho. Mẫu này màu tím nho. Màu hồng. Màu hồng tươi nha. Và màu tím Huế. Tím cà, tím Huế, tím nho và hồng tươi. Size số 2 em còn 4 màu mấy chị. Rồi số 2 em còn có 4 màu quá thôi. Rồi số 3. Hết rồi chị Nguyễn. Ủa màu đen size số 3 còn nè chị. Còn một cái đen số 3 nè chị lấy luôn ha. Mẫu hoa mai em còn cái đen số 3 nè. Màu đen nha, rồi size số 3 em còn màu đen. Màu vàng, màu đỏ, màu tím cà, màu cam, tím Huế, tím nho và màu hồng. Size số 3, hello Phượng Buồn.
Hello Phượng buồn nha. Tím nho size 3 em chốt chị Hiền Nguyễn. Rồi số 3 em còn cái màu đen nè, chị cho đẹp ơi, có chốt thì chốt thì thôi hết đó nha. Rồi tím nho em chốt chị Hiền Nguyễn. Ba áo miễn ship mấy chị. Cảm ơn Phượng buồn nha, cảm ơn em. Rồi chị nào size số 3 chốt giùm em mấy chị. Màu đen nè. Đen em còn size 1345. Đen còn size 1345 nha. Rồi chốt mã đen giùm em. Đẹp quá. Đó chị Nguyễn Trinh có chốt lên giùm em không, thôi rồi người khác chốt. Mình hỏi mà mình không chốt là em chưa chốt, là người khác chốt trước hết rồi. Lúc đó chị kêu chị chốt trước là đâu có đâu. Rồi em lên cái mẫu này. Trời, màu xanh mẫu này mấy chị đẹp quá. Mẫu này cũng mẫu hình cong mà có thêm một cái hoa sen ở trên ngực áo mấy chị, rất là đẹp. Rồi màu này. Mẫu này nha mấy chị ơi. Xanh. Đó chị nào thích mẫu này chốt cho em mã xanh này, em còn size 1, size 4, 1 2 4 5 mấy chị. 1 2 4 5. 1 2 4 5 giùm em nha. Chốt cho em mã xanh 1 2 4 5. Cái màu này hồi nãy em chưa lên màu hồng cà, em còn size 4, size 5 mẫu này. Màu hồng cà mấy chị. Hồng cà size 4, size 5. Hồng cà size 4, size 5 giùm em nha. Hồng cà. Hồng cà size 4 và size 5. Hồng cà hình bông lúa em còn size 4, size 5. Đen ok chị nè. Đen số 3 Nguyễn Trinh. Có chị quần trắng đây nè chị. Đây quần trắng đây. Thích mình lấy thích lấy quần màu gì mình lấy thôi. Ví dụ mình lấy một cái quần trắng, cái quần đen cũng ok, đồng giá cũng 60 ngàn một quần thôi. Quần trắng là giá cao hơn quần đen đó mấy chị, em bán đồng giá 60 ngàn. Đây ha. Màu trắng. Cái màu trắng này mấy chị mặc lên với áo màu màu tím nho, màu tím than, màu đen, những cái màu 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 đỏ, những cái màu mà đậm thiệt đậm lên rất là đẹp luôn. Rồi xanh này size 1, size 2, size 4 và size 5. Size số 3 hầu như là hết mấy chị đẹp. Size số 3 hầu như là hết. Rồi xanh giùm em nha. 145. Xanh 145. Màu trắng. Mẫu hồng cà có màu khác, chị Thúy Nguyên là 1m50, 54kg. Là mặc size số 3. Size số 3 màu khác em chỉ còn màu này à chị, màu xanh này.
Ồ, hồi nãy em lên bị thiếu cái màu này nè, xanh lá này em còn cả này, size số 1 nha, xanh lá 1. Xanh lá hình cong size 1 giùm em nha. Hình con cong size số 1. Size số 1 là 45 50 kg. Dạ 80.000 một áo chị Loan Phạm, 140.000 một bộ quần đen với quần trắng chị. Hai áo, ba áo hoặc hai bộ là miễn ship. Chị xin vỏ xanh bơ size số 3 đâu có đâu ta. Xanh lá còn size 1, size 2. Xanh bơ size số 3 hết rồi chị. Xanh bơ không còn size 1, size 3. Rồi màu tím giùm em size 1, 2, 4. Màu tím Huế, mẫu này màu tím Huế size 1, size 2, size 4. Màu trắng em đang mặc em còn size 1 và size 5. Trắng em đang mặc còn size 1, size 5 mấy chị ha. Chị nào size 2, size 3 thì lấy qua mẫu khác. Rồi trắng còn size 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị cứ chốt rồi em đưa mẫu lên mình ưng rồi mình lấy. Cái mẫu màu hồng cà đó size số 3, size số 3 em còn màu này chị. Size số 3 em còn màu xanh coban đây. Mẹ mình là 1m50. 1m50 54 kg là mặc size số 3 thì em nha, màu xanh coban em còn cái xanh coban này size số 3 nè. Xanh coban. Rồi xanh coban này em còn size số 3, chị nào vừa chốt thì mẹ. Chị lấy quần trắng ok chị, đó cái mẫu em lên đó. Cái màu này là màu xanh coban size 3, chị nào lấy thì lấy nè. Size 3 55-60kg. 54kg mà mình thấp mình mặc size số 3 là ok giùm em 45kg ha. Rồi xanh coban cho em nè. Em 45kg. Chị xin vỏ ơi, mấy cái màu chị chốt em hết rồi chị đẹp. Xe số 3. Em còn cái mẫu này, cái mấy cái màu này cũng đẹp này, lấy cái màu này không? Rồi xe số 3 em còn mấy màu này quá đẹp luôn. Mẫu áo hoa thêu luôn mấy chị. Đây chị nào size số 3 chốt cho em nè. Mẫu này rất là đẹp luôn, để mặc thử một cái cho mấy chị xem. Mẫu hoa thêu nè. Chị còn mấy cái. Rồi xanh coban 3, chị nào vừa chốt xanh coban size số 3. Mẫu này mấy chị ha. Hoa thêu rất là đẹp. Rồi coban 3 chốt chị Huyền Nguyễn. Rồi mẫu này ha mấy chị, size số 3 còn mấy cái, size số 3 hiếm lắm, chị nào size số 3 chốt đi mấy chị đẹp. Rồi cô ban ba này em chốt chị Hiền Nguyễn. Màu em mặc lên giùm em là màu cam sữa. Cam sữa em còn size 13 mấy chị, 134. Cam sữa em còn size 134 nha. Rồi chứ nào thích màu này lên thì em mở cam sữa. Đẹp chưa? Ồ đẹp quá. Cam sữa 134. Đây nè chị Thúy Nguyên size số 3. Còn mấy màu này mình chốt được, cái nào mình chốt cho em chị đẹp. Hồng cà. Hồng cà giùm em nha. Hồng cà size số 3. Đây chị nào số 3 lấy thì mấy chị còn bốn cái số 3 nè. Hồng cà giùm em size số 3. Màu hồng cà. Màu nào cũng đẹp hết á. Rồi hồng cà giúp em nha. Màu trắng.
Màu này lên giùm em là màu măng cục. Đây, màu măng cục size số 3. Màu đỏ măng cục á. Đỏ măng cục size số 3 cho em nha. Nãy chị nào hỏi em màu măng cục. Rồi chốt đỏ măng cục size số 3 nè. Đẹp lắm mấy chị. Rồi măng cục 3 giùm em. Chị xin vỏ. Đỏ cái màu này nó sẫm hơn đỏ đô một xíu này. Đỏ đô nó tươi hơn. Đó, chị thích đỏ đô chị lấy cái này đi. Rồi măng cục ha, màu đỏ măng cục size số 3 giùm em. Đỏ măng cục size số 3. Chấm 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 like lên giúp em mấy chị. Màu đỏ măng cục quá là đẹp. 80.000 một áo, một bộ 140, 3 áo một hai bộ là miễn ship luôn mấy chị nha. Rồi đỏ măng cục cho em nè. Hot Heels C3 một măng cục ok chị Thí Quyên. Một quần đen, một bộ ship 25.000, hai bộ 3 áo là miễn ship. Rồi, màu trắng. Đây để em lấy màu trắng đây mấy chị thôi. Màu trắng. Màu này màu cam sữa. Cam sữa em còn size 134. Hello chị Nhung Lê. Đồ giả váy còn chị, em sale 110, 140, bộ giả váy sale 110 đó chị Nhung Lê. Mẫu nào chị ở quên size mấy chị lên size cho em đi, em lấy cho. Măng cục size 3 hết luôn chị Hiền Nguyễn, còn có một cái một. Rồi màu trắng này em còn size 345. Màu trắng mẫu em mặc còn size 345 nha. Trắng mẫu em mặc còn size đúng rồi 345. Trắng mẫu em mặc em còn size 345, chị nào vừa chốt cho em mã trắng. Chị Nhung Lê lấy size mấy chị? Em coi còn em lên nha, còn có hình như là 7 8 bộ gì á. Bộ giỏ váy á, em còn 7 8 bộ gì á. Lộn xộn size, sale 110. Rồi chốt trắng giùm em mấy chị. Và màu đen. Em qua bộ giả váy cho mấy chị thôi. Dùng bộ giả váy em sale 110 cho nó hết luôn. Rồi màu đen, mẫu hoa thiêu size 1, 2, 3, 4, 5 dùm em mã đen. Đen 1, 2, 3, 4, 5. Cái mẫu hoa thiêu đơn giản mà dễ thương lắm mấy chị. Rồi đen 1, 2, 3, 4, 5 dùm em nha. Đó, chị nào thích đen chốt đen. Đen 1, 2, 3, 4, 5. Rồi đen 1, 2, 3, 4, 5 dùm em. Màu này lên dùm em màu nâu cà phê. Trời ơi, nâu cà phê này đẹp lắm này. Chị nào coi số 2 lấy. Coi số 2. Xuất sắc 2 cái màu này. Rồi coi số 2 em còn 2 màu này. 3 màu. Đen giùm em 1, 2, 3, 4, 5. Đen 1, 2, 3, 4, 5 nha. Rồi màu này lên giùm em là màu vàng bò nè. Màu da bò. Một áo đen 5 ok chị Thúy Nguyên. Một áo đen 3 chứ. Hello chị Thúy Diễm. Trời vàng. Màu này màu gì? Màu da bò. Màu vàng, màu da bò giùm em nha, màu da bò size 1 và size 2. Rồi đen 3 em chốt cho chị Thúy Nguyên. Đây, màu da bò này em còn size 1 và size 2. Size số 5 bộ giả váy để em coi. Bộ giả váy còn 2 bộ lấy luôn cho chị luôn nha chị Nhung Lê ơi. Để
như là em còn đây một bộ màu hoa đỏ. Rồi số 5 còn đúng hai bộ này nè, chị Dung Lê có lấy không? Ok giùm em. Hoa đỏ và hoa vàng. Hoa đỏ và hoa vàng. Cái em mặc là màu da bò size 1, size 2. Đó, da bò này em còn size 1 và size 2 thôi. Đen số 2 cho chị Ngọc Ánh. Chị Nhung Lê đâu rồi ta? Đây chị, còn hai bộ số 5 em để chị luôn nha. Bộ em đang cầm là bộ giả váy á mấy chị nào muốn xem mẫu này em lên cho. Giả váy này là em sale 110 luôn nè, 140 mà em xả 110 luôn cho nó hết hàng. Bộ giả váy ha, bộ bông. Cái này mấy chị mặc y như một cái đầm vậy đó, cái dáng ở dưới cái váy giống như là váy xòe chữ A vậy á. Đó. Chị Nhung Lê đâu rồi ta, có ok ok giùm em một cái hoa vàng và một cái hoa đỏ. Còn có hai bộ này là đúng, hai bộ này size số 5. Hoa đỏ. Rồi em chốt đen 2 cho chị Nguyễn Ngọc Ánh. Đen 2 em chốt chị Ngọc Ánh. Hello chị Phượng Kim. Bà Lai. Hai bộ ship cho chị. Chị Phượng Kim, bộ bà Lai hai bộ hồi chiều đó em đưa chị đó. Đây là chị, một bộ là màu vàng đồng, một bộ là màu xám khói. Còn hai bộ này em gửi cho chị luôn nha. Tại vì hết rồi. Bộ bà Lai này là xả 120 nè mấy chị đẹp. Đây chị, hai bộ này size số 5 màu xám khói đẹp lắm. Màu xám khói và màu vàng đồng nha. Màu vàng đồng. Giờ này em bỏ hai bộ hồi chiều em chốt cho chị luôn ha, chị Phượng Kim em gửi hẹn chị luôn nha. Ok chị Phượng Kim nè. Mẫu bà Lai em đang sale 120 đó, chị nào thích xem mẫu bà Lai em lên cho nha. Ok chị Phượng Kim. Vải là mặt mát lắm mấy chị ơi, coi giả đã luôn. Rồi ok chị Phượng Kim. Lấy hoa vàng. Vậy mà còn có một bộ này số 5 hả chị Dung Lê. Giờ em còn 3 bộ sẵn này xả luôn cho mấy chị nè, 100 ngàn một bộ, chị nào lấy luôn nè. Này em chốt chị Dung Lê. Bộ giả váy 110 nha mấy chị. Đây bộ sẵn 140 xả luôn 100, tại vì còn có 3 bộ hả. Bộ này size số 4, bộ sẫm cổ tàu xẻ tà nha mấy chị ơi. Đây. Đó, quần dài ống ôm bộ bông. Size 4 60 đến 65 kg, xả luôn 100, chị nào lấy chốt cho em nè. Rồi chốt cho em mã sẫm 4. Bộ này size số 4 nha. Quần dài ống ôm có hai túi, áo là kiểu cổ tàu mà xẻ tà hai bên, giống gọi là bộ bà ba cấp tân á mấy chị. Rồi chị nào thích này lo như em sẫm 4, 60, 65 kg vừa. Dễ thương lắm. Đó, cổ tàu như thế này, tay con nha. Rồi lên giùm em mã sẫm 4. Sẫm 4 giùm em. Em còn bộ số 4, một bộ số 5 và một bộ số 6. Rồi số 4 chị nào vừa chốt cho em sẫm 4. 60, 65 kg vừa cho số 4. Rồi bộ này size số 5. Bộ này chốt cho em mã sẫm 5. Ba cái quần, một cái, hai cái số 5, một cái số 1. Ok chị Ngọc Hương, để ngày mai em xem lại tin nhắn rồi em soạn lại, rồi có gì em gọi cho chị nha. Em gọi cho chị em hỏi lại thử đúng y chang vậy chưa ha. Rồi lên giùm em màu vàng size số 5. Vàng 5 giùm em. Chốt cho em vàng 5. Vàng 5 mấy chị. Rồi lên bộ vàng size số 5 giùm em nha, sẫm 5, chốt cho em sẫm 5. Size 5 65 70 kg. Rồi lên mã sẫm 5 giùm em. Rồi còn chị đẹp nào xem muốn xem mẫu nào bây giờ mấy chị comment lên là em lên theo yêu cầu chưa?
Rồi cái bộ này lên giùm em mã 6, sẫm 6. 6 là 70 75 kg, chốt cho mã hoa đỏ. Mã sẫm 6 giùm em. Chốt sẫm size số 6. Sẫm 6 cho em nha. Rồi sẫm 6 giúp em nè. Sẫm 6 giùm em mấy chị. Size 6 70 đến 75 kg. Rồi còn 3 bộ. 100 ngàn một bộ cho em thôi. Chị nào có đơn rồi chốt luôn nha chị. Số 2 hả chị? Số 2 bây giờ là còn cái bộ này. Số 2 giờ còn duy nhất bộ này nè chị. Ok chị Ngọc Hương, chị Nhung Lan. Rồi bộ giả váy nha, em lên bộ giả váy nè. Xả luôn 110 nha mấy chị. À khoan, đây em còn cái áo màu này size số 2 đẹp lắm. Chị nào lấy em nè mấy chị. Còn cái này size số 2, màu nó là màu à. Màu nâu đen đẹp lắm, màu nâu đen nha. Màu nâu đen. Màu em mặc là màu vàng bò, màu da bò gì cũng được. Chị Ngọc Lan 60 kg mà chị lấy size số 5 là nó to lắm. Số 5 tới 70 kg lận. Mà hàng em sale rồi là em không có đổi trả đâu mấy chị. Đây, cái này nha, lên em màu nâu đen size số 2 nè. Chị nào nãy giờ size số 2 không có. Trọng Nhân hay chị nhận để thành công gì đó. Chị nào size số 2 là lấy cái áo này đẹp lắm. Rồi nâu đen giùm em nha. Nâu đen giùm em size 1, size 2. Nâu đen em còn size 1 với size 2 mấy chị. 60 kg là chị mặc size số 4 thôi. Nếu mà chị cao chị mặc số 3, còn mình thấp là mình mặc số 4 thôi chị Ngọc Lan. Bộ sẫm đây em còn bộ số 4 đó. Chị lấy em lấy cho chị bộ số 4 được không? Được thì chị ok em lấy chị bộ số 4 nha. Rồi em lên bộ giả váy. Bộ giả váy 110, 140 em xem 110 mấy chị. Số 2 còn bộ này chị Nhung Lê ơi. Nền xanh lá lên cái hoa màu nâu. Tức là mặc lên trên người mình là y như một cái đầm dài xuống vậy đó. Nhưng mà nó là cái set rời mấy chị. Đây, tiểu nó như thế này ha. Rồi em mặc bộ này là size số 2 nè. Chị nè, bộ này em còn size 2 và size 4. Size 2 50-55 kg. Trong mẫu này tầm 45-55 kg. Thì chiều cao mặc size số 2 là được hết. Ok chị Ngọc Hương nha. Cái màu cam này nó đẹp quá trời luôn. Em nói chị lấy giùm em. Chị không lấy còn cái số 4 màu này năn nỉ luôn. Không lấy là không lấy. Đây chị, cái màu này nó đẹp lắm luôn. Đẹp lắm luôn là đẹp luôn. Rồi chị nào thích cái bộ này. Đây chị Nhung bỏ thôi rồi ta. Đó, bộ em đang mặc chốt cho em mã nâu size 2 size 4 nha. Nâu size 2 size 4 giùm em. Coi lại áo đá size số 3 hả chị. Rồi bộ này chốt cho em mã mã xanh dương. Xanh dương size số 3 mấy chị đẹp ơi. 53 58 kg vừa size số 3. 53 58 kg vừa size số 3. Cái mẫu này dễ mặc lắm. Nếu mấy chị đó về dụ như dưới cái size đó. Dưới thôi em không tính lên nha. Nếu mà mình thấp hơn á, áo quần mình ít ký hơn về mình bóp eo lại giống như em 45 kg em đang mặc bộ này số 2 nè. Như như rộng về cái bóp hai bên hai đường vô là mặc ok liền. Mặc ok liền ha. Đẹp lắm. Mẫu này nó dễ thương mà nó sang cực kỳ luôn. Quần có hai túi, rất là sâu. Bọc điện thoại ok. Rồi ok chị Nhung lên nè. Xả cho hết hàng lấy tiền ăn Tết mấy chị ơi. Xả cho hết hàng lấy tiền ăn Tết. Ế quá. Rồi bộ này em chốt chị Nhung Lê.
ba mà cái bộ sẫm đó em xe 100.000, em còn xe 4, xe 5, xe 6. Cô bé Trương ơi, cô còn cái bộ sẫm xe 4, 5, 6 nè, có lấy không? Hốt giùm con coi. Rồi, ok, dùm lên. Rồi, bộ này size 3 cho em ha. Một xả luôn 110 mấy chị. Rồi, quan chủ yếu cái áo mấy chị, cái quần lưng thun đó 45kg, 55kg, 65kg gì cũng mặc được hết. Rồi, bộ em đang mặc là size số 3. Bộ em đang mặc là size số 3 nha. Đó, xả luôn 110. Em còn size số 3, em còn 2 bộ. Chị nào lấy hết 2 bộ đi mấy chị. Lấy hết 2 bộ giùm em đi. Đó, cho nó ý luôn. Size số 3 cho em. Màu xanh dương. Chốt cho em bộ xanh dương và bộ hoa nâu. Màu cam chỗ kệ này hả em? Phúc Thiện, màu cam chỗ kệ này là áo á. Áo lẻ chị có bỏ cho em rồi á. Áo lẻ. Áo này chị bỏ cho em rồi á Phúc Thiện, cái đơn mới đi ngày hôm qua á là có hết mẫu cho em rồi. Còn chỉ có cái mẫu này mới về là em chưa có thôi, em có lấy không? Cái mẫu này nè. Cho coi ok cô. Áo đá số 3 chờ em xíu nha, chị xin gõ ơi. Chị Ngọc Lan 60kg mà chị cao bao nhiêu chị? 60kg, mẫu này là chị mặc qua size số 4 cho em nha. Mẫu này chị mặc qua size số 4 giùm em, chị đẹp. Đây cô Quế Trương, bộ sẵn này cô 140 mà còn 3 bộ 3 size, trả luôn 100.000 một bộ nè. Số 5 còn có bộ 1 à. Đây số 5 còn có bộ 1 này. Đây cô, số 5 còn bộ 1 này nha. Bộ số 4, một bộ số 5, một bộ số 6 mẫu này. Đó, xả 100.000 đó, ai lấy được gì lấy giùm em. Một bộ hoa vàng, một bộ hoa nâu và một bộ hoa đỏ. Bộ sẫm nha mấy chị, bộ sẫm nha. Hoa vàng size số 5, hoa nâu size số 4 và hoa đỏ size số 6. Áo đá số 3, chị xin bỏ áo đá số 3, bây giờ là em chỉ còn hai cái này thôi à. Và một bộ hoa đỏ size số 6. Hoa đỏ size số 6. Hoa vàng size số 5. Cô không hợp màu vàng hả? Rồi ok cô. Rồi hoa nâu này size số 4. Hoa nâu size số 4. Đó. Con còn 3 bộ đó, xả 100.000 một bộ. Lỗ luôn mấy chị. Nhập là 105. Đổi chị size 2 lấy size 3. Chị Dung Lê lấy bộ này hả? Lấy bộ em đang mặc hả chị? Lấy bộ em đang mặc hả? Bộ em đang mặc thì chốt xanh dương. Chị Dung Lê đổi bộ này hả? Lấy số 2 cho em đi. Còn hai cái bộ này số 3. Chị nào lấy hết hai bộ này số 3 cho em giùm mấy chị. Đây một bộ hoa nâu, một bộ xanh dương. Một bộ hoa nâu và một bộ xanh dương giùm em nha. Đẹp quá trời luôn. Hoa nâu và xanh dương. Rồi lên hoa nâu và xanh dương giùm em nha. Vậy chị Dung Lê đổi lấy bộ số 3 đúng không? Rồi đổi vậy nó còn lẻ, tội nghiệp em chết. Còn bộ số 2, bộ số 3 khó bán. Bộ hoa nâu này lên cũng đẹp lắm. Chị nào size số 3, 53-58kg. Chị Lan Võ gì đó, chị Lan Thanh gì đó.
60 kg, mẫu này chị mặc size số 4 cho em nha. Đó, cái này là hoa nâu nè. Bộ này hoa nâu. Rồi em còn bộ xanh dương, bộ hoa nâu size số 3. Size số 4 em còn hai bộ này. Chị chị Nhung Lê ơi, vậy là đổi đúng không chị? Đổi qua bộ số 3 đúng không? Rồi để em đổi số 3. Rồi số 4 nè. 58 đến 63 kg. Số 4 58 đến 63 kg em còn cái bộ màu này. Nền xanh dương lên cái hoa trắng đẹp lắm luôn. Đây, chị Lan Thanh lấy hai bộ này nè chị. Chị Ngọc Lan chứ. Lan Ngọc Lan. Đây chị Ngọc Lan lấy một bộ này nè chị, một bộ màu này với lại một bộ màu này với chị. Bộ giống như hồi nãy em mặc á. Em còn hai bộ này số 4 nè. Đó. Được thì ok giùm em nha. Em này em xả rồi, còn bông gì lấy bông đó giùm em đi mấy chị đẹp. Xả hai bộ. Bộ có 110 rồi, 140 mà xả bộ có 110 rồi, hai bộ là em miễn ship luôn rồi, em lấy vốn rồi, em lấy lại vốn rồi chứ không lỗ luôn, lỗ tiền ship luôn. Rồi, lên giùm em mã hoa trắng và hoa nâu size số 4 nha. Hoa trắng và hoa nâu size số 4. Rồi, áo đá size số 3 hả chị? Áo đá size số 3 em còn hồi nãy quên cọc nha, em cầm lên đâu rồi. Chị xin vỏ nãy em đưa lên áo đá số 3 quá trời luôn mà. Không chốt chị giùm em cái nha. Vậy em đổi cái bộ em đang mặc cho chị Nhung Lê ha. Rồi em chuẩn bị em xuống live nha chị ơi. Chị nào chốt được cái gì chốt giùm em nha. Rồi ok chị Nhung Lê nha. Đây số áo đá size số 3 em chỉ còn cái mẫu mới về này thôi chị xin vỏ. Màu tím. Màu vàng. Rồi chốt lại giùm em để em xuống like luôn nha. Chị nào nãy giờ chưa cho em số cho em số điện thoại thì lên số điện thoại giùm em. Rồi đây cái này có size số 3 nè. Tím cà. Tím cà nha chị nha, tím cà. Tím nho. Tím nho. Tím nho giùm em. Rồi màu đen. Màu đen ha. Màu đen quá đẹp luôn. Màu đen. Màu vàng. Màu vàng tươi. Màu vàng tươi nha. Vàng tươi. Rồi tím Huế. Cho cô Muôn lấy bộ hoa nâu size số 3. Hoa nâu size số 3 đâu rồi. Rồi ok cô Muôn. Bộ hoa nâu, bộ giả váy đúng không? Bộ giả váy đúng không? Không, 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 cô mua. Rồi. Ok, cô mua nha. Vàng 3 rồi, ok, chị xin gõ. Lấy bộ xanh dương số 4, ok chị. Ủa? Cái này đúng không chị? Bộ xanh dương số 4. Rồi ok chị Nhung Lê. Ok con cảm ơn cô Muôn nha. Rồi đó áo lẻ đó size số 3 nha. Chị nào chốt thêm nè tím Huế nè. Cái này em có size 4, size 5 là cũng còn đủ. Size 3, 4, 5 là còn đủ màu. Màu vàng nè. Ủa mẫu này đẹp lắm. Màu đen 80 ngàn một áo thôi mấy chị. Vừa bán vừa tặng luôn. Vừa rẻ mà vừa miễn ship nữa. Màu tím nho.
Màu tím nho, màu tím cà. Rồi, được chưa mấy chị đẹp ơi, còn xem mẫu gì nữa không? Không, em xuống like nha. Màu cam nữa. Số 3 em còn màu cam nữa nha. Màu cam. Rồi, em xuống like thôi mấy chị đẹp. Cảm ơn mấy chị nhiều nha. Rồi, em còn cái bộ hoa vàng này size số 4. Mai em gửi hàng luôn chị Nhung Lê. Em gửi hàng luôn, em khỏi gọi nha chị đẹp. Rồi cái này lên giùm em hoa vàng cho em size 3, size 4 mấy chị. Hoa vàng size 3 và size 4. Chốt mã hoa vàng size 3, size 4 giùm em. Đẹp lắm. Rồi cái bộ này em đổi chị Nhung Lê nè. Cam số 3 em chốt chị Thanh Ruby. Rồi cái này em để chị Nhung Lê. Ok chị Nhung Lê nha. Chị nào size số 1 50 kg trở lại thì nói em nha, lên bộ số 1 chưa? Rồi cam 3 em chốt cho chị Thanh Ruby. Rồi em lên cái bộ này nữa, em xuống like này mấy chị nha. Đây, hoa vàng. Hoa vàng này em còn size 3 và size 4. Bộ màu xanh hả chị? Màu xanh rồi, rồi ok chị, chờ em xíu. Màu xanh đó đẹp lắm, màu xanh rêu. Rồi bộ hoa vàng này em còn size 3, size 4. Đẹp quá. Đó, chị nào thích bộ này lên hoa vàng size 3, size 4 giùm em. Hoa vàng size 3, size 4 mấy chị không? Cái mẫu này mấy chị mặc áo nó ôm nó mới đẹp nha. Tại vì cái quần là giống như váy đó, thì nó xòe ra rồi thì cái áo mình phải ôm vô mới đẹp. Rồi, có lên. Em lên cái bộ xanh này chị Cường lên nè. Bộ màu xanh rêu. Đây đúng không chị? Rồi em lên bộ này nhờ em xuống like nha. Bộ hoa vàng. Rồi xanh rêu. Đây chị. Đó, đẹp chưa? Đó về cái không thích cái ống rộng chị bóp vô mỗi bên hai phân là ok. Đó, đẹp quá. Đây chị Cường Lê nha. Đó, đẹp lắm chị. Chị chưa lấy đủ ba cái, mai lấy thêm rồi ok chị xin bỏ nha. Màu em đang mặc, bộ em đang mặc là màu xanh rêu mấy chị đẹp. Size từ 1 cho tới 5 nha. Đẹp lắm luôn, vải cũng đẹp, form cũng đẹp. Áo này mặc Tết là đi đâu là khỏi chúc mừng năm mới, áo nó chúc sẵn rồi mấy chị. Áo nó chúc sẵn rồi nè. Đẹp lắm. Rồi em xuống like nha, chị Cường Lê có gì nhắn tin qua giùm em nha. Rồi bye bye mọi người.